rể quý trời cho. Chương 861, tôi đã 150 tuổi rồi. Nghe nguyên nhân của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện lập tức có chút sở khóc sở cười, ông ta lại cảm thấy mình có thể đạt tới cái cảnh giới không ai đạt tới, cho nên tìm đến mình gia nhập chúng thần điện, điều này làm cho Lâm Thanh Diện có cảm giác bị lừa dối. Tiền bối đúng là đùa, thần cảnh này cho đến bây giờ chưa có ai đạt được, tôi cũng chỉ là có thiên phú hơn người khác mà thôi, cho nên tiền bối vẫn là tạo ra áp lực lớn cho vãn bối rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Anh cũng không tính nói với Quý Trường Thanh chuyện mình có huyền kình, lúc trước sư phụ đã nói, huyền công liên lụy quá nhiều, không thể dễ dàng nói với người khác, Quý Trường Thanh này là điện chủ chúng thần điện, thực lực sâu không lường được, nếu là bị ông ta biết mình có loại thần công này, không chừng xảy ra chuyện gì. Cho dù thật sự muốn nói, cũng phải đợi sau khi Lâm Thanh Diện biết rõ chi tiết của chúng thần điện này. Tuổi của tôi cậu cũng có thể thấy, năm nay tôi đã 150 tuổi, cho dù dựa vào thực lực, cũng không sống được mấy chục năm nữa, trước khi chết, tôi cần tìm cho chúng thần điện một người nối nghiệp, tâm tính và thiên phú của cậu đều là thượng giai, là người tốt nhất. Quý Trường Thanh nói tiếp. Lâm Thanh Diện vừa bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm, sau khi nghe Quý Trường Thanh nói xong thiếu chút nữa phun ra. Anh cẩn thận nhìn Quý Trường Thanh, nhìn thế nào thì ông già này cũng chỉ 6-70 tuổi, ông ta dám nói mình đã 150 tuổi, trong ấn tượng của Lâm Thanh Diện. Người hơn 100 tuổi, hẳn đều đã nằm trên giường bất động mới đúng. Mà Quý Trường Thanh lại vô cùng tự tin nói mình không được mấy chục năm nữa, chẳng lẽ ông ta cảm thấy tuổi thọ của mình 200 tuổi mới là bình thường. Tiền bối, nếu ông không nói, tôi cũng không nhìn ra ông đã 150 tuổi, nhìn ông vẫn rất trẻ. Lâm Thanh Diện mở miệng. Quý Trường Thanh cười cười, nói thực lực có hiệu quả tăng tuổi thọ, tôi có thể sống lâu như vậy, cũng không xem là chuyện ly kỳ gì. Nếu như cậu có thể đạt đến thần cảnh, thời gian sống nhất định sẽ lâu hơn tôi. Trong lòng Lâm Thanh Diện lại tò mò, mở miệng hỏi, vậy thực lực của tiền bối bây giờ, đạt đến trình độ nào? Dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, ông lão này có thể trở thành điện chủ chúng thần điện, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, không chừng đạt đến trình độ hậu kỳ nào đấy. Quý Trường Thanh cười cười với Lâm Thanh Diện, nói tính ra, thực lực của tôi, cách thần cảnh, hẳn là cũng chỉ thiếu một bước chân. Chỉ có điều tiềm lực của tôi đã đến cùng, chỉ một bước này, cũng không có cơ hội qua khỏi. Lâm Thanh Diện lập tức mở to hai mắt nhìn, không ngờ điện chủ này lại cách thần cảnh chỉ một bước, điều này không khỏi làm Lâm Thanh Diện suy đoán ông lão trước mặt mình này có phải là có thể một cái tát trực tiếp tát chết mình. Thời gian của tôi không nhiều lắm, hơn nữa chúng thần điện bây giờ còn gặp phải một phiền phức, cái phiền phức này liên quan đến an nguy của toàn thế giới, tôi tới tìm cậu, cũng là vì chuẩn bị cho cái phiền phức này. Quý Trường Thanh tiếp tục mở miệng. Phiền phức gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Bây giờ vẫn không phải là lúc nói cho cậu biết, đợi thời cơ đến, cậu tự nhiên sẽ biết, bây giờ cậu cần làm là, gia nhập chúng thần điện chúng tôi, tiếp nhận bồi dưỡng của chúng thần điện, sau này lúc chúng thần điện cần cậu, có thể phát huy tác dụng, thế giới gặp nguy cơ, mà cậu, chính là người có thể cứu vớt thế giới. Quý Trường Thanh mở miệng. Lâm Thanh Diện nhún vai, nói, để tôi gia nhập chúng thần điện có thể. Nhưng mà trách nhiệm cứu vớt thế giới này, vẫn là thôi đi. Quý Trường Thanh thấy Lâm Thanh Diện đồng ý gia nhập chúng thần điện, ánh mắt lập tức sáng ngời, mặc kệ Lâm Thanh Diện có nguyện ý làm người nối nghiệp của ông không, hơn nữa gánh trách nhiệm sau này đối kháng với sự phiền phức kia, chỉ cần Lâm Thanh Diện chịu gia nhập chúng thần điện, đã có hy vọng. Ông vốn đang còn muốn khuyên bảo Lâm Thanh Diện một hồi, Lâm Thanh Diện mới bằng lòng gia nhập chúng thần điện, không ngờ lại đồng ý dễ dàng như vậy, xem ra những lời nói kia của mình vẫn có tác dụng nhất định. Mà trong lòng Lâm Thanh Diện lại rõ ràng, mình gia nhập chúng thần điện, cũng chỉ là vì viên ngưng hồn ngọc thứ ba mà thôi, thuận tiện thông qua chúng thần điện hiểu rõ bí ẩn của thế giới này. Anh không thể trực tiếp mở miệng đòi ngưng hồn ngọc với Quý Trường Thanh, cho nên chỉ có thể gia nhập trước, sau này tìm cơ hội, bắt ngưng hồn ngọc vào tay. Không sao, chỉ cần cậu chịu gia nhập chúng thần điện là được rồi, sau này cậu sẽ hiểu rõ những lời tôi nói lúc này. Khi cậu thật sự biết rõ chuyện phiền phức kia, cho dù tôi không nói, cậu cũng sẽ chủ động đứng ra. Quý Trường Thanh mở miệng. Cứ như vậy, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Lâm Thanh Diện xem như gia nhập chúng thần điện, đã trở thành một thành viên của bọn họ, quá trình chính thức, cần phải đợi sau khi về nước mới làm được. Quý Trường Thanh nói mình còn có chuyện phải làm, Lâm Thanh Diện có thể lựa chọn về nước C trước, cũng có thể đi theo Quý Trường Thanh. Lâm Thanh Diện vẫn vô cùng tò mò với ông lão sống 150 năm này, cho nên nói muốn đi theo ông ta xem, nhìn xem Quý Trường Thanh đến đảo quốc là muốn làm gì.
Quý Trường Thanh cũng không nói gì, sau khi hai người ăn xong, thì chạy đến vùng ngoại thành Đông Đô. Trên đường Lâm Thanh Diện hỏi Quý Trường Thanh muốn đi làm việc gì, Quý Trường Thanh bảo là muốn đi tìm một người bạn cũ, lấy ít đồ. Có thể trở thành bạn của Quý Trường Thanh, chỉ sợ cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, có thể lại là một vị cao thủ hóa cảnh nữa. Điều này lại làm cho Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thấy thực lực của mình quả thật cao lên, từ lúc không hiểu rõ hóa cảnh, đến trình độ nhiều lần tiếp xúc với cao thủ hóa cảnh. Rất nhiều thứ, chỉ có lúc chính mình đạt tới trình độ nào đó, mới có thể biết được chuyện ở trình độ đó. Giống như lúc thực lực Lâm Thanh Diện chỉ là nội kình tiểu thành, cảm thấy tông sư là truyền thuyết, cực kỳ thưa thớt, mà khi anh chính thức đạt đến tông sư, những chuyện tiếp xúc lại không như trước nữa. Tông sư trong mắt anh cũng không xem là một nhân vật lợi hại nữa. Lâu sau, hai người tới khu ngoại ô Đông Đô, đi đến một ngọn núi xem như là nhiều nhà dân, nơi này là một điểm du lịch nhỏ ở ngoại ô Đông Đô, lưu lượng khách cũng được, có thể nhìn thấy rất nhiều người leo lên núi. Chúng ta đây là phải lên núi sao? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đợi ở chỗ này đi, sẽ có người tới đón, người bạn này của tôi hành tung thần bí, tôi chỉ biết ông ta ở vùng này. Địa điểm cụ thể cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi đã sớm báo cho ông ta. Quý Trường Thanh trả lời. Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Anh cúi đầu vuốt vuốt thanh đao trong tay mình, bây giờ anh đối với hóa cảnh chân chính có chút khát vọng, dù sao ra ngoài, cứ cầm một cây đao, vẫn có chút vướng víu. Không giống hóa cảnh chân chính, đưa tay là có thể huyễn hóa ra được một cây đao. Không bao lâu, sau lưng hai người truyền đến một tiếng thanh thúy. Ông lão kia, ông chính là Quý Trường Thanh. Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đều xoay người, nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần áo màu cam đứng không xa, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Chương 862, để tôi xem điện thoại anh. Chính là tại hạ, Quý Trường Thanh cười cười với thiếu nữ. Sư phụ tôi bảo tôi đến đón ông, đi theo tôi. Thiếu nữ nói với Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh gật nhẹ đầu, đi về phía thiếu nữ kia. Lâm Thanh Diện thấy thế, cũng đi theo. Thiếu nữ có chút tò mò nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, người này, là đệ tử của ông sao? Quý Trường Thanh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, ngại giải thích phiền phức, liền mở miệng nói, xem như thế đi. Lâm Thanh Diện cũng không muốn phí thời gian đi giải thích, không nói gì thêm. Thiếu nữ bước đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, mở miệng nói với Quý Trường Thanh, ông cứ đi về phía trước, chính là ngọn núi trước mặt kia. Như vậy có thể nhìn thấy một con đường nhỏ, dọc theo con đường nhỏ đó, tôi ở đằng sau hỏi anh ta chút chuyện. Quý Trường Thanh cũng không để ý, tiếp tục đi lên trước. Lâm Thanh Diện có chút kỳ quái nhìn người thiếu nữ này, không biết cô ta muốn hỏi mình chuyện gì. Vừa đi, thiếu nữ dùng một giọng điệu thương thảo giao dịch ngầm, ghé vào bên tai Lâm Thanh Diện, hỏi anh đẹp trai, anh có điện thoại không? Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu. Vậy có thể lấy điện thoại di động của anh ra cho tôi xem một chút. Thiếu nữ mở miệng. Lâm Thanh Diện cũng không biết cô ta muốn làm gì, nghĩ mình bình thường ngoại trừ dùng di động gọi điện, bên trong cũng không có gì không thể để cho người khác xem, nên lấy điện thoại ra, đưa cho thiếu nữ. Sau khi thiếu nữ lấy được, lập tức bắt đầu lục lọi điện thoại của Lâm Thanh Diện, sau nửa ngày, mặt mùi ngập tràn mất mát trả điện thoại lại cho Lâm Thanh Diện. Thật sự là kỳ quái, điện thoại di động của anh sao lại sạch sẽ như vậy? Không phải sư huynh nói nam sinh mấy người trong di động đều có thứ gì đó sao, vì sao điện thoại di động của anh không có? Thiếu nữ như là đang chất vấn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói. Gương mặt Lâm Thanh Diện nghi hoặc, mở miệng hỏi cái thứ gì? Thiếu nữ nhìn Quý Trường Thanh đi đằng trước, sau đó nhỏ giọng nói với Lâm Thanh Diện, chính là cái loại video đó. Video nào, thân là trai thẳng Lâm Thanh Diện đương nhiên không nghe hiểu ý trong giọng điệu của thiếu nữ. Thiếu nữ thấy Lâm Thanh Diện không có nội hàm như vậy, lập tức không biết nói gì, chính là loại video hai người lột sạch quần áo đánh nhau đấy. Sự nghi hoặc trên mặt Lâm Thanh Diện càng sâu hơn, mở miệng hỏi, đánh nhau tại sao phải cởi sạch quần áo? Như vậy còn có thể đánh được sao? Thiếu nữ nghe lời nói của Lâm Thanh Diện xong, thiếu chút nữa bùng nổ tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn Lâm Thanh Diện giống như là nhìn quái vậy. Người này, lại nghe không hiểu cô ta nói cái gì. Vốn cô ta cho rằng cô ta sống trên núi, không có internet, qua một khoảng cách, cũng đã tối cổ rồi, không ngờ lại còn có tên này tối cổ hơn cô, thậm chí ngay cả lời nói trắng ra rõ ràng như vậy cũng nghe không hiểu. Trên mặt Quý Trường Thanh đi phía trước lộ ra một nụ cười khó hiểu, rất rõ ràng, lời nói của hai người bị ông nghe được rồi. Là một ông lão 150 tuổi,
Quý Trường Thanh vẫn là theo sát bước đi thời đại, lời nói của thiếu nữ ông đều hiểu rồi, không ngờ Lâm Thanh Diện lại nghe không hiểu. Anh là không biết thật hay giả vậy, anh có phải đang giả ngốc với tôi không? Thiếu nữ nhìn Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao mình lại thành giả ngu rồi. Coi như quên đi, con người anh thật là không thú vị, còn tưởng rằng một tên hiểu chuyện đến chứ, không ngờ lại là một tên non tơ, xem ra vẫn phải là đi tìm sư huynh, mượn iPad của anh ấy xem. Thiếu nữ lẩm bẩm một câu. Sau đó cô ta bước nhanh về phía trước, không hề quan tâm đến Lâm Thanh Diện. Thiếu nữ tên là Từ Thanh Thanh, là đồ đệ của người bạn Quý Trường Thanh muốn gặp, vì tính tính, Từ Thanh Thanh trong đám con gái, xem như là một người khá là cởi mở. Nhưng mà cô ta chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cô ta đam mê đủ chuyện nam nữ, đối với thân thể khác phái cũng có loại tò mò đến mức gần như si mê, nhưng mà hai mươi mấy năm qua vẫn giữ một tấm thân xử nữ, có thể nói kỳ tích. Bởi vì nghe sư huynh nói trong di động của con trai đều có loại video làm người ta mặt đỏ đến tận mang tai, cho nên lúc cô nhìn thấy Lâm Thanh Diện, muốn xem điện thoại của anh, xem thử xem có loại video kia không. Bởi vì lúc trước từng bắt gặp hình ảnh không thể miêu tả nào đó trên iPad của sư huynh, Từ Thanh Thanh đến nay vẫn có suy nghĩ về hình ảnh đó, thế nhưng khi đó bởi vì chỉ nhìn thoáng qua đã mặt đỏ đến tận mang tai, tim đập rộn lên, sau đó lại không dám nhìn, cho nên cô cũng có chút hối hận. Về sau cô muốn mượn iPad của sư huynh xem, nhưng mà sư huynh lo lắng cô cầm iPad làm chuyện gì không tốt, vẫn luôn không đưa cho cô xem. Cho nên sự tò mò của Từ Thanh Thanh đối với loại video này đến đỉnh, lúc này mới nhìn thấy Lâm Thanh Diện, không quan tâm gì muốn điện thoại của anh. Lâm Thanh Diện cũng qua một hồi lâu, mới phản ứng lại video không mặc quần áo đánh nhau Từ Thanh Thanh nói là cái gì, trên mặt lập tức lộ vẻ lúng túng. Lúc ấy sự chú ý của anh đặt ở chỗ đánh nhau, cho nên không cẩn thận suy nghĩ vì sao mọi người phải cởi sạch quần áo, bây giờ mới biết Từ Thanh Thanh là nói loại video nào. Chỉ là làm anh không hiểu là, một cô gái lần đầu tiên gặp mặt người khác, đã muốn xem trong điện thoại người đó có video kia không, điều này thật đúng là làm người ta không ngờ được. Từ Thanh Thanh mang theo hai người đi, cũng không phải ngọn núi cảnh khu kia, mà là một ngọn núi khác bên cạnh chiều cao không khác lắm, nhưng mà là ngọn núi không bị khai thác. Ngọn núi này chỉ có một con đường nhỏ, ba người dọc theo con đường nhỏ đi thẳng lên, Từ Thanh Thanh thỉnh thoảng sẽ quay đầu liếc Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có sự bất mãn và tức giận. Gương mặt Lâm Thanh Diện mơ màng, không ngờ trong điện thoại di động của mình không có loại video đó, cũng có thể trêu chọc đến người khác. Đồng thời trong lòng của anh cũng cảm khái, thật sự là thiên hạ rộng lớn không gì không có, tâm tư của con gái cũng thật sự là vô cùng khác thường, nếu là lúc trước Lâm Thanh Diện để cho Thượng Sam Tinh Vũ xem video trong điện thoại của anh, Thượng Sam Tinh Vũ nhất định sẽ xem anh như biến thái. Mà Từ Thanh Thanh thì lại cảm thấy trong điện thoại của anh không có loại video đó mới là biến thái. Qua không bao lâu, đường dưới chân ba người trở nên bằng phẳng rộng lớn rất nhiều, Lâm Thanh Diện cũng nhìn đến ở vị trí cách sườn núi không xa, xuất hiện một tòa sơn trang, đình đài lầu các giữa rừng, trên núi hoang, tạo thành một phong cách đặc biệt. Không ngờ người bạn kia của Quý Trường Thanh lại xây một sơn trang trên núi này, sở thích thế này, không phải người bình thường có thể hưởng thụ nổi. Rất nhanh, ba người đi tới trước cửa sơn trang, Từ Thanh Thanh đi qua, gõ lên cửa, rất nhanh đã có người đến mở cửa, ở đây tuy là núi hoang, nhưng mà trong sơn trang lại đầy đủ người hầu mọi thứ. Sau khi đi vào trong sơn trang, Lâm Thanh Diện có chút muốn đi vệ sinh, liền mở miệng hỏi, nhà vệ sinh ở đâu? Ánh mắt Từ Thanh Thanh lập tức sáng ngời, sau khi nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa, hỏi anh muốn đi vệ sinh. Tôi dẫn anh đi. Chương 863, bạn cũ gặp mặt. Lâm Thanh Diện nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Từ Thanh Thanh, không khỏi sợ run cả người. Không hiểu nổi sao cô ta nghe thấy mình muốn đi vệ sinh lại hưng phấn như vậy. Nhưng mà anh thật sự muốn đi vệ sinh, cho nên không nói gì, đi theo Từ Thanh Thanh đi vào bên trong sơn trang. Rất nhanh, Lâm Thanh Diện nhìn thấy nhà vệ sinh ở trước, muốn đi vào, định xả nước. Nhưng mà làm anh không ngờ chính là, Từ Thanh Thanh lại đi theo vào, điều này làm anh có cảm giác sởn tóc gáy. Cô theo tôi vào đây làm gì? Lâm Thanh Diện nhìn cô ta hỏi một câu. Từ Thanh Thanh gương mặt thờ ơ nói, ui cha, anh cứ đi vệ sinh của anh đi, không cần quan tâm đến tôi. Lâm Thanh Diện có chút không biết nói gì nhìn cô một cái, một người con gái đứng bên cạnh nhìn, sao anh có thể đi vệ sinh được. Bây giờ trong lòng Lâm Thanh Diện cũng nghi ngờ cô nàng này có phải chịu kích thích gì không, cho nên mới sinh ra loại háo sắc đặc thù thế này.
Cô gái à, hay cô đi ra ngoài trước đi, cô ở đây tôi cũng không đi được. Lâm Thanh Diện mở miệng. Anh cái người này sao đi nhà vệ sinh mà cũng lề mà lề mề, sao có thể không đi được chứ? Không phải là có bệnh gì chứ? Nếu không tôi giúp anh. Từ Thanh Thanh nói xong, ánh mắt nhìn về phía dưới. Lâm Thanh Diện không nói gì, thấy Từ Thanh Thanh không có ý muốn đi ra ngoài, trực tiếp đưa tay cầm lấy tay cô ta, đưa cô ta ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy bên cạnh nhà cầu có một cây đại thụ, thả người nhảy lên, trực tiếp cột Từ Thanh Thanh lại trên cành cây. Từ Thanh Thanh lập tức hô lên, Lâm Thanh Diện căn bản là không để ý cô ta, vội vàng vào nhà vệ sinh. Lúc Lâm Thanh Diện từ nhà cầu đi ra, Từ Thanh Thanh đã tự mình nhảy từ trên cây xuống, cô ta là đồ đệ của bạn Quý Trường Thanh, đương nhiên cũng có chút thực lực. Lúc này Từ Thanh Thanh gương mặt âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt hiện lên sát khí, hận không thể trực tiếp đưa tay bóp chết Lâm Thanh Diện. Đắc tội, Lâm Thanh Diện chắp tay với Từ Thanh Thanh, sau đó đi đến chỗ Quý Trường Thanh. Hừ, đàn ông đáng giận, thật sự là keo kiệt, nơi này chính là địa bàn của tôi, chọc tôi cũng sẽ làm anh không được dễ chịu. Từ Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Quý Trường Thanh vừa vào sân kia chờ, nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, Từ Thanh Thanh gương mặt oán khí đi phía sau, liền tò mò hỏi một câu, sao sắc mặt cô ấy khó coi vậy? Lâm Thanh Diện tức giận nhìn Quý Trường Thanh, nghĩ thầm ông lão này đã 150 tuổi, lại vẫn nhàm chán như vậy, không quan tâm đến ông ta nữa. Sau đó hai người dưới sự dẫn dắt của Từ Thanh Thanh, đi vào sân giữa trong sơn trang, đi vào một sân sau có diện tích rộng lớn, có hòn non bộ cùng với hồ nước, Lâm Thanh Diện nhìn thấy cách đó không xa có một ông lão đang nằm trên xích đu phơi nắng. Mà lúc này bên cạnh ông ta cũng có mấy người ngồi, nhìn có vẻ như đang luyện phương pháp thổ nạp. Không biết vì sao, lúc Lâm Thanh Diện tiến đến cái nhà này, cảm thấy một cảm giác rét thấu xương truyền đến, cũng không phải lại loại cảm giác mát trong tâm lý, mà là nhiệt độ vật lý thật sự giảm xuống, rất là cổ quái. Sau khi Quý Trường Thanh nhìn thấy người nằm trên xích đu kia, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tươi tắn, mở miệng nói, nhiều năm không thấy, cuộc sống của ông vẫn vui thú như vậy. Người nằm trên xích đu lập tức mở mắt, ngồi xuống nhìn về phía Quý Trường Thanh, thản nhiên nói, ôn chuyện có thể, muốn đổ, không có. Quý Trường Thanh ha ha cười, nói, đừng không cho mặt mũi như vậy chứ, lần này tôi đến tìm ông, thật sự là muốn tìm ông ôn chuyện, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn cái gì. Ông lão kia hừ lạnh một tiếng, nói, đừng cho là tôi không biết ông nghĩ thế nào, tôi và ông đã quen biết hơn trăm năm rồi, ông suy nghĩ thế nào tôi còn không biết sao. Quý Trường Thanh lập tức có chút xấu hổ, biết mình muốn lôi kéo làm quen trước lại không được. Ông già nằm trên xích đu này tên là Từ Thần, là người cùng thời với Quý Trường Thanh, người ở thời bọn họ, sống đến bây giờ, chỉ có hai người bọn họ. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn Từ Thần, ông lão này có thể cùng với điện chủ chúng thần điện Quý Trường Thanh nói chuyện như vậy, bối cảnh nhất định không đơn giản, hơn nữa chỉ cần một câu đã quen biết hơn trăm năm kia, Lâm Thanh Diện liền biết ông ta cũng là lão quái vật sống hơn trăm năm. Nghĩ đến thực lực của người này cũng không kém Quý Trường Thanh, nếu không khẳng định cũng không dám không cho Trường Thanh mặt mũi như vậy. Từ Thanh Thanh đi tới trước mặt Từ Thần, mở miệng nói, ông cố tổ, ông đừng cho bọn họ mặt mũi, vừa rồi trên đường tới đây, người đệ tử này của ông ta lại bắt nạt con, Thanh Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bắt nạt như vậy, nếu không phải xem trọng là bạn của ông, Thanh Thanh đã sớm để ông cố tổ ra tay giáo huấn đệ tử của người kia rồi. Từ Thần nghe thấy lời nói của Từ Thanh Thanh. Lập tức trừng mắt, mở miệng nói, Quý Trường Thanh. Ông còn dám để đệ tử của ông bắt nạt chút gái của tôi, xem ra ông thật sự không để ông già như tôi vào trong mắt, hôm nay nếu không quyết thắng bại, ông thật sự là cho rằng Từ Thần tôi dễ bắt nạt. Lâm Thanh Diện không biết nói gì nhìn Từ Thanh Thanh, không ngờ cô ta lại dùng phương pháp này đối phó mình. Quý Trường Thanh cũng có chút kinh ngạc nhìn Từ Thanh Thanh, không thể ngờ cô nhóc này lại châm ngòi ly gián. Tôi chưa từng để cậu ấy bắt nạt chút gái của ông mà, là chút gái này của ông tự mình đưa Lâm Thanh Diện đi vệ sinh, giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rõ lắm. Quý Trường Thanh giải thích. Cái gì, chẳng lẽ tên nhóc này lại mưu đồ làm loạn với chút gái của tôi trong nhà vệ sinh? Từ Thần trừng Lâm Thanh Diện. Những người ngồi xếp bằng trên đất cũng mở mắt, đều có chút hả hê nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ đều biết rõ tính tình Từ Thanh Thanh, nghe Quý Trường Thanh nói Từ Thanh Thanh đưa Lâm Thanh Diện đi vệ sinh. Đã biết xảy ra chuyện gì, dù sao trước đây bọn họ cũng đã từng trải qua chuyện này. Chỉ có điều trong mắt Từ Thần, chút gái này của ông như là một con mèo nhỏ, bây giờ cô ta nói mình bị bắt nạt, tất nhiên không thể nào là vấn đề của Từ Thanh Thanh.
Từ Thanh Thanh vốn muốn dạy dỗ Lâm Thanh Diện một chút, bây giờ thấy Từ Thần nói như vậy, vội vàng uất ức nói, ông Cố Tổ nói đúng, người ta đưa người này đi đến nhà vệ sinh, anh ta lại muốn đưa người ta vào trong nhà vệ sinh, còn muốn đối với con. Cô ta còn chưa nói hết lời, Từ Thần đã đứng lên khỏi xích đu, khí thế ngập trời trực tiếp cuốn Lâm Thanh Diện lên. Con thỏ chết kia, cũng dám ra tay với chút gái của tôi trên địa bàn của tôi, hôm nay cho dù cậu là đệ tử của lão tặc Quý Trường Thanh này, tôi cũng phải dạy dỗ cậu một trận. Nói xong, Từ Thần trực tiếp phung tay lên, một luồn gió hữu hình đánh tới trên người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhìn vào trong trận gió mạnh này, lại xen lẫn vô số châm gió, nếu bị đánh trúng, hôm nay sợ rằng anh biến thành cái sàng mất. Vẻ mặt anh ngưng lại, cầm chặt thanh đao, phi tốc thối lui đằng sau. Chương 864, tỷ thí. Lão tiền bối, ông không nói gì đã ra tay với tôi, có phải là có chút quá đáng, sao ông biết cái này có phải là lời nói một phía của chút gái của ông không? Lâm Thanh Diện vừa lui lại phía sau, vừa hô một câu với Tử Thần. Tử Thần hừ lạnh một tiếng, nói Thanh Thanh biết điều như vậy, sao có thể nói dối tôi, ngược lại là cậu, là đệ tử của lão tặc Quý Trường Thanh này, rõ ràng không phải là thứ gì tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Từ Thần lại kinh ngạc trong lòng, tốc độ phản ứng của Lâm Thanh Diện, ông vốn muốn hù dọa Lâm Thanh Diện một chút, để Lâm Thanh Diện xấu mặt trước mọi người, hoặc là cầu xin ông tha thứ trước mặt Quý Trường Thanh. Nhưng mà Lâm Thanh Diện lại lập tức thối lui đằng sau, cũng không bị thủ đoạn của ông công kích. Điều này không khỏi làm Từ Thần sinh ra hứng thú, muốn xem người đệ tử này của Quý Trường Thanh có thể chống được bao lâu dưới tay ông ta. Lâm Thanh Diện lại thầm mắng một tiếng trong lòng, nếu Từ Thanh Thanh này có thể xem là ngoan ngoãn, vậy đúng là gặp quỷ rồi. Đồng thời trong lòng anh cũng kinh sợ thực lực của lão quái vậy hơn trăm năm nay, chỉ vung tay lên một cái, đã có thể tạo ra phần lớn châm gió, thủ đoạn này, cho dù Lâm Thanh Diện đạt đến hóa cảnh cũng sợ không làm được. Hơn nữa anh cũng có thể cảm nhận được, lực của từng châm gió, đều có thể sánh với sức lực mạnh nhất của một kích mạnh nhất của anh trước mắt, nếu thật sự bị những châm gió này đánh vào, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Đây cũng là thực lực chỉ kém thần cảnh một bước sao. Nhớ đến Quý Trường Thanh nói mình chỉ cách thần cảnh một bước, mà thực lực của Từ Thần có lẽ cũng thế này. Nhìn thấy những châm gió đó sắp đánh vào người mình, trong lòng Lâm Thanh Diện cũng không khỏi bối rối, nhìn thấy Quý Trường Thanh đứng bất động đứng tại chỗ, Lâm Thanh Diện nhanh chóng xoay người, lập tức, vọt đến sau lưng Quý Trường Thanh, núp vào. Quý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên, những châm gió đó hóa thành một luồng không khí, tiêu tán. Từ Thần, ân oán giữa tôi với ông. Không cần lan đến mấy người đệ tử. Quý Trường Thanh nhàn nhạt mở miệng. Từ Thần hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi ông không nghe sao, là người đệ tử này của ông bắt nạt chút gái này của tôi cũng chỉ là giáo huấn cậu ta một trận mà thôi. Quý Trường Thanh quay đầu nhìn Từ Thanh Thanh, mở miệng nói, cô gái, chuyện này rốt cuộc như thế nào, kính xin nói thật, chuyện giữa những người lớn, cô cũng đừng xen vào. Từ Thanh Thanh biết rõ Quý Trường Thanh là cao thủ cùng cấp bậc với ông Cố Tổ. Cô ta không dám đùa quá phận, cho nên liền mặt mũi vô cùng áy náy nói với Từ Thần, ông Cố Tổ, kỳ thật vừa rồi còn chỉ là nói nhảm thôi, người này không có làm gì với con cả, anh ta chỉ là chọc giận con mà thôi. Từ Thần hừ lạnh một tiếng, nói, thì làm sao, chọc giận con là sai lầm lớn rồi. Lâm Thanh Diện trong nội tâm khá khó chịu, ông già này bao che khuyết điểm đến trình độ này, cũng là do thực lực của đối phương sâu không lường được, Lâm Thanh Diện cũng không dám tìm ông ta phiền phức. Nếu là bị ông ta tát một phát chết luôn lại càng phiền hơn, cho nên chỉ có thể nhìn. Quý Trường Thanh bất đắc dĩ nhìn Từ Thần, nói, bạn cũ, tôi tới tìm ông, là tới nói chuyện chính sự, không phải tới tìm ông cãi nhau. Nếu ông muốn cãi nhau, tôi có thể tìm một thời gian đặc biệt cãi với ông. Bây giờ vị kia đã sắp không chịu nổi, tôi tới tìm ông, là muốn thứ kia, ông xác định muốn làm loạn với tôi sao? Từ Thần nghe thấy lời nói của Quý Trường Thanh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc dù ông ta và Quý Trường Thanh đều không vừa mắt đối phương nhiều năm như vậy, thế nhưng kiếp này ông ta cũng chỉ còn lại một người bạn là Quý Trường Thanh, cái gọi là cãi nhau, cũng chỉ là tìm vui mà thôi. Bây giờ nghe Quý Trường Thanh nhắc tới chính sự, Từ Thần đương nhiên không hề hồ đồ. Ông ta nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, vị kia thực sự sắp không chịu nổi rồi. Quý Trường Thanh nghiêm túc gật đầu, nói, nếu như không phải như vậy, sao tôi lại xuất hiện ở chỗ này của ông? Từ Thần cũng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng như Quý Trường Thanh, tất cả mọi người không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì, tại sao lại lộ ra vẻ mặt giống nhau như vậy.
Dựa theo ước định lúc trước, đồ tôi tự nhiên phải đưa cho ông, chỉ có điều đệ tử này chọc tức tôi, lại còn nói tôi quá phận, chuyện này cũng không thể cho qua như vậy. Tử thần quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, nhàn nhạt mở miệng. Tôi cũng sẽ không tự mình động thủ dạy dỗ cậu ta, miễn lại bị nói lấy lớn hiếp nhỏ, những năm này ông và tôi so đo lẫn nhau càng ngày càng nhàm chán, không bằng chúng ta để cho đệ tử tỉ thí một phen. Nếu như đệ tử của ông thắng, tôi đương nhiên sẽ đưa đồ ông muốn cho ông, nhưng nếu đệ tử của ông thua, cậu ta phải xin lỗi Thanh Thanh trước mặt tôi và ông, hơn nữa vô điều kiện đồng ý một yêu cầu do Thanh Thanh nói ra, thế nào? Từ Thanh Thanh nghe xong lời tử thần nói, ánh mắt lập tức sáng ngời, mở miệng nói con đồng ý. Sau đó cô ta có chút hả hê nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt có loại cảm giác tôi ăn chắc anh rồi. Quý Trường Thanh cũng không trực tiếp đồng ý, bởi vì Lâm Thanh Diện kỳ thật cũng không phải đệ tử của ông không thể thay Lâm Thanh Diện quyết định, nên quay đầu nhìn anh một cái. Lâm Thanh Diện gật đầu với Quý Trường Thanh, ý bảo có thể tiếp nhận yêu cầu này. Quý Trường Thanh lập tức nở nụ cười, chỉ cần Lâm Thanh Diện đồng ý, chuyện này dễ nói. Dù sao thực lực bây giờ của Lâm Thanh Diện chính là nửa bước hóa cảnh, cho dù đối mặt với cao thủ hóa cảnh tiền kỳ, cũng có thể đánh một trận. Mặc dù tử thần là cao thủ cùng trình độ với Quý Trường Thanh, nhưng mà đệ tử tư sắc có xuất chúng thực lực cao nhất cũng chỉ là tông sư, loại yêu nghiệt như Lâm Thanh Diện cũng không phải tùy tiện là có thể bồi dưỡng ra được. Nếu là yêu cầu khác, Quý Trường Thanh có thể còn do dự, nhưng mà để cho đệ tử tỉ thí, ông hoàn toàn không còn gì để lo lắng nữa rồi. Được. Ông đã muốn đánh giá đệ tử, vậy tôi cũng đồng ý, tôi cũng muốn xem, những năm này ông bồi dưỡng ra được thiên tài như thế nào. Quý Trường Thanh mở miệng cười. Trên mặt tử thần lập tức lộ ra một nụ cười khinh miệt, giống như là vô cùng tin tưởng đệ tử của mình. Tôi có thể tỉ thí với đệ tử của ông, nhưng nếu tôi thắng, tôi cần vị cô nương Thanh Thanh này, vô điều kiện đồng ý một yêu cầu của tôi. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên mở miệng. Tử thần quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện. Hừ lạnh nói cậu không có khả năng thắng. Từ Thanh Thanh mở miệng, đồng ý thì đồng ý, cho rằng tôi sợ anh sao, dù sao anh cũng không thể thắng. Gặp Từ Thanh Thanh đồng ý, Lâm Thanh Diện cũng không nói gì nữa. Lúc này Từ Thần nhìn thoáng qua chúng đệ tử một cái, mở miệng nói, Bạch Kiếm, con đi ra đây. Giữa đám đệ tử bên kia, lập tức có một thiếu niên mặc áo trắng đứng lên, đi đến phía bên này của bọn họ, thi lễ một cái với hai người Từ Thần và Quý Trường Thanh. Sau đó trên người bộc phát ra một khí thế bén nhon, chính là thực lực cao thủ tông sư đỉnh phong mới có. Chương 865. Cảm nhận được khí thế trên người Bạch Kiếm, ánh mắt Quý Trường Thanh cũng ngưng, rõ ràng cảm thấy kinh ngạc đối với thực lực Bạch Kiếm này. Tuổi của Bạch Kiếm tương đương Lâm Thanh Diện, có thể cùng một tuổi này đã đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong, cực kỳ hiếm thấy, cho dù là ở chúng thần điện, cũng tìm không ra một người có thể ở tuổi này đạt đến tông sư đỉnh phong. Cho nên Quý Trường Thanh mới kinh ngạc. Đương nhiên, chúng thần điện cùng tử thần khác nhau, dù sao bọn họ cũng là thế lực thần bí nhất nước C, số lượng cao thủ đương nhiên mấy người đệ tử này của tử thần không thể so đọc, mặc dù tử thần bồi đu ứng được một thiên tài tông sư đỉnh phong lúc hơn 20 tuổi, nhưng mà chúng thần điện có nhiều người cao thủ tông sư hơn 30 tuổi. Huống hồ bây giờ Lâm Thanh Diện cũng đồng ý gia nhập chúng thần điện, so với Lâm Thanh Diện, Bạch Kiếm vẫn thua kém rất nhiều. Tử thần nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt Quý Trường Thanh, lập tức trở nên đắc ý, giống như đang khoe khoang bảo bối của mình trước mặt Quý Trường Thanh. Bạch Kiếm là người có thiên phú tốt nhất dưới trướng của tôi, hơn 20 tuổi đã đạt đến tông sư đỉnh phong, hơn nữa tôi có dự cảm trước 30 tuổi cậu ta có thể bước vào hóa cảnh, thiên phú này chỉ sợ ngay cả tổ chức cao thủ tụ tập nhiều nhất thiên hạ chúng thần điện cũng tìm không ra. Tử thần vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh cười cười. Nói, theo như tình huống trước đây quả thật tìm không ra. Tử thần hừ lạnh một tiếng, nói quá khứ tìm không ra, sau này cũng tìm không ra, thiên chi kiêu tử như Bạch Kiếm vậy, cũng không phải là dễ tìm. Vốn ý của Quý Trường Thanh là quá khứ tìm không ra, nhưng mà đợi Lâm Thanh Diện gia nhập, có thể tìm ra rồi, mà tử thần cho rằng Quý Trường Thanh lại không chịu thua, cho nên mới nói sau này mình có thể tìm ra được thiên tài như vậy. Lâm Thanh Diện nhìn Bạch Kiếm. Trong lòng cũng có sự kính nể với anh ta, có thể đạt tới tông sư đỉnh phong lúc hơn 20 tuổi, xác thực cũng xem là thiên chi kiêu tử, hơn nữa Bạch Kiếm tu luyện nhất định là nội kình, Lâm Thanh Diện nếu như không phải luyện huyền công, thực lực bây giờ, chỉ sợ vẫn không mạnh như Bạch Kiếm. Đương nhiên, Lâm Thanh Diện còn làm trễ nãi mấy năm làm con rể nhà họ Hứa, thực sự bàn đến thiên phú, Lâm Thanh Diện vẫn là tồn tại độc nhất như cũ. Nhìn thấy đối phương chỉ có thực lực tông sư đỉnh phong.
Lâm Thanh Diện cũng yên lòng, mặc kệ so cái gì, Lâm Thanh Diện có thực lực tuyệt đối, đương nhiên sẽ không kinh sợ. Từ Thanh Thanh giận dữ chừng Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, thực lực của sư huynh Bạch Kiếm không phải người bình thường có thể so sánh, tuổi của anh không kém sư huynh Bạch Kiếm lắm, thực lực khẳng định không bằng sư huynh Bạch Kiếm, theo tôi thấy hay là anh nhanh nhận thua đi, xin lỗi bản cô nương, tiết kiệm thời gian lãng phí ở đây. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, còn không có tỉ thí, sao cô biết thực lực tôi không bằng anh ta, vẫn là để kết quả nói chuyện đi. Từ Thanh Thanh lập tức hừ một tiếng, thầm nói, thật là tên tự đại. Sư huynh Bạch Kiếm của tôi sao anh có thể tùy tiện so bì được, anh làm thế này, chỉ là rước lấy nhục thôi. Lâm Thanh Diện không chút để ý lời nói của Từ Thanh Thanh, quay đầu nhìn về phía Từ Thần, mở miệng nói, không biết tiền bối muốn để chúng tôi đấu cái gì, trực tiếp đánh nhau hay là cái gì khác. Từ Thần xoay người chỉ cái hồ nước giữa sân kia, mở miệng nói, hồ nước này là năm đó tôi vô tình phát hiện, cách đây đã trăm năm, nước trong hồ rét lạnh thấu xương, người thường nếu đi vào chưa được 5 phút đồng hồ. Sẽ bị hơi lạnh ăn mòn, nhẹ thì nằm trên giường không dậy nổi, nặng thì chết. Nhưng mà hồ nước này đối với người tập võ chúng ta lại có hiệu quả, vào trong hồ nước, dùng nội kình chống lại hơi lạnh, không những luyện được gân cốt, mà nội kình cũng được ý lạnh của nước trong hồ cọ rửa qua, trở nên vô cùng cứng cỏi, mặc dù không thể tăng thực lực lên, nhưng cũng làm uy lực của nội kình tăng lên rất lớn. Nhưng mà không biết bao nhiêu năm tháng hồ nước này tồn tại, dù là người tập võ, cũng không thể ở trong đó quá lâu. Nếu không sẽ có nguy hiểm tổn thương đến căn cơ. Tỷ thí hôm nay của hai người chính là đi vào trong hồ nước này, xem ai có thể ở trong hồ nước này lâu hơn. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn vào cái hồ nước kia, lúc này mới xác định lý do lúc vừa vào sân này lạnh cả người. Không thể tưởng được ở đây cũng có một hồ nước thần kỳ như vậy, nhưng mà từ công hiệu mà nói, hồ nước này kém rất nhiều so với hồ nước ở Dược Thần Cốc. Nhớ ngày đó Lâm Thanh Diện ở trong hồ nước của Dược Thần Cốc chọn nửa tháng, mặc dù hồ nước này cũng không phải là thổ thuốc, nhưng Lâm Thanh Diện cũng không cảm thấy thời gian mình kiên trì sẽ ngắn. Bạch Kiếm sau khi Từ Thần nói xong, gật gật đầu, sau khi quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cởi quần áo nửa người mình xuống, lộ ra cơ thể khỏe mạnh và làn da màu đồng. Từ Thanh Thanh thấy vậy, lập tức hét lên, hướng về phía Bạch Kiếm hô to, sư huynh Bạch Kiếm, phía dưới cũng cởi đi, nếu không sẽ ảnh hưởng phát huy của anh. Bạch Kiếm tràn đầy không nói gì chừng Từ Thanh Thanh một cái, không phản ứng lại, đi đến trước hồ nước, nhảy vào. Lâm Thanh Diện thấy thế, cũng không chần chờ, sau khi cởi bỏ áo quần nửa người mình, cũng nhảy vào giữa hồ nước. Một cỗ hàn khí mãnh liệt đánh úp lên người Lâm Thanh Diện, trực tiếp chui vào trong những lỗ chân lông của anh, hơi lạnh này có ý nghĩa hoàn toàn khác so với hơi lạnh vào lúc trời rét, hàn khí này giống như muốn đóng băng từng tế bào, nếu đợi một lúc, cơ quan toàn thân chỉ sợ đều đình công. Lâm Thanh Diện không thể không vội vàng vận chuyển huyền kình để chống đỡ ý lạnh này, huyền kình vận chuyển toàn thân, lập tức xua tan hơi lạnh này. Bởi vì hàn khí trong hồ nước này liên tục không ngừng tuôn vào trong cơ thể, cho nên Lâm Thanh Diện phải liên tục vận chuyển huyền kình, để chống đỡ hàn khí này tạo ra thương tổn trên cơ thể. Cho nên trận đấu này, kỳ thật chính là so sức lực trong cơ thể ai hùng hậu hơn, ai có thể chịu đựng hơn. Huyền kình trong cơ thể Lâm Thanh Diện tự nhiên là không cần phải nói. Cảnh giới của anh so với Bạch Kiếm cũng cao hơn, tỷ thí này, từ ban đầu đã quyết định được thắng bại. Mấy người Từ Thần Quý Trường Thanh cũng vây ở cạnh hồ nước xem hai người, Từ Thần và Từ Thanh Thanh đương nhiên vô cùng tin tưởng Bạch Kiếm, mà Quý Trường Thanh lại hoàn toàn không lo lắng cho Lâm Thanh Diện. Loại tỷ thí đơn giản này, nếu Lâm Thanh Diện thua, vậy mình nói cậu ta là người có thể tiến đến thần cảnh nhất là trò đùa rồi. Lâm Thanh Diện trong hồ nước gương mặt cũng rất vui vẻ. Cũng không cảm thấy hồ nước này khủng bố như Từ Thần nói, tình huống như vậy, anh ở bên trong nghỉ ngơi một ngày cũng không có vấn đề. Bạch Kiếm gương mặt kiêu ngạo nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm nói, người anh em, anh cũng là nhanh nghĩ xem thua thì phải ứng phó với cô nhóc Thanh Thanh này thế nào, đường não của cô nhóc này khác với các cô gái khác, làm không tốt, cô ấy có thể để lại ám ảnh cho cậu. Lâm Thanh Diện cười cười với Bạch Kiếm, nói, đa tạ nhắc nhở, chỉ có điều, tôi cũng không cho cô ấy cơ hội này. Bạch Kiếm thấy Lâm Thanh Diện tự tin như vậy, trong lòng cũng có chút khinh thường, nghĩ thầm đây cũng chỉ là lúc vừa mới vào hồ nước cảm thấy thoải mái thôi, đợi lát nữa, Lâm Thanh Diện khẳng định không nói được lời vậy nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 866, vẫn còn sớm. Quý Trường Thanh nhìn vào hồ nước một cái, sau đó quay đầu hỏi Từ Thần, trong đám đệ tử này của ông, có thể kiên trì ở trong hồ nước này bao lâu?
Hồ nước này cũng không đơn giản như lúc nhìn vậy, ở trong hồ nước càng dài, hàn khí trong đó lại càng thấu xương, sau đó cũng không phải người thường có thể tưởng tượng được, dù là người tập võ cũng không thể chống đỡ được. Những người đệ tử này của tôi kiên trì thời gian nhiều nhất trong hồ nước, chính là Bạch Kiếm, tổng cộng có 1 tiếng rưỡi, hy vọng lần này có thể phá vỡ kỷ lục trước đó. Tử thần mở miệng nói. Quý Trường Thanh cười cười, hỏi, vậy ông cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể kiên trì trong hồ nước này bao lâu? Tử thần hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, đệ tử này của ông nhìn cũng bình thường, không có gì đặc biệt, cho dù thiên tư xem như không tệ, cũng không thể sánh bằng Bạch Kiếm, đánh giá khoảng 1 tiếng. Quý Trường Thanh cười ha ha, nói, ông bạn, lời nói đừng quá chắc chắn, nếu không lúc đó mặt mũi của ông đều giữ không được. Tử thần nhếch miệng, căn bản không để lời ông ta trong lòng, theo ông ấy, thiên hạ này không thể tìm được thiên tài thứ hai có thể so sánh với Bạch Kiếm. Quý Trường Thanh bây giờ cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Thanh Thanh, sư huynh của con còn phải nghỉ ngơi bên trong thật lâu, tên nhóc này chỉ sợ 1 tiếng rưỡi cũng không ra được, con đi ngâm 1 bình trà, ta muốn uống chút trà với ông bạn già này của ta, tâm sự. Tử thần nói xong, còn chừng Quý Trường Thanh, giống như ông ta không phải muốn cùng ông uống trà mà là cùng ông uống thuốc độc. Tử Thanh Thanh gật gật đầu, xoay người đi pha trà. Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện trong hồ nước. Mở miệng nói, cậu cũng không cần phải ở trong đó quá lâu, lâu hơn Bạch Kiếm một lúc là được rồi. Lâm Thanh Diện cũng không nói chuyện, ngưng thần cẩn thận cảm nhận sự biến hóa của cơ thể trong hồ nước này. Tử thần hừ lạnh 1 tiếng, nghĩ thầm Quý Trường Thanh lại vẫn cho rằng Lâm Thanh Diện có thể thắng Bạch Kiếm, đã nhiều năm như vậy, người này vẫn cứ tự đại như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người Tử thần và Quý Trường Thanh ngồi ở trên bệ đá cách hồ nước không xa uống trà, trò chuyện một số chuyện cũ. Bất quá nhạc dạo trên căn bản vẫn là cãi nhau, rất khác so với nói chuyện phiếm bình thường. Tử Thanh Thanh thì là vẫn luôn ở bên cạnh hồ nước nhìn hai người bên trong, thỉnh thoảng lại nhắc nhở Lâm Thanh Diện một câu, nên đi ra rồi, đợi tiếp nữa, cái mạng nhỏ của anh sẽ không còn. Lâm Thanh Diện không hề xúc động, theo hàn khí xâm lấn, Lâm Thanh Diện cũng chậm chậm cảm nhận được cảm giác rèn luyện gân cốt, củng số sức lực mà Tử thần nói. Hồ nước này quả thật có hiệu quả ma luyện người. Nhưng mà vẫn kém rất nhiều so với cái ở Dược Thần Cốc kia, hồ nước ở Dược Thần Cốc có thêm dược hiệu, hơn nữa trải qua một đời ở Dược Thần Cốc dùng dược thảo tẩm bổ, làm cơ thể rèn luyện đến mức tốt không cách nào tưởng tượng được. Nếu như hồ nước này cũng có hiệu quả như hồ nước ở Dược Thần Cốc, chỉ sợ Lâm Thanh Diện cũng có thể mượn cơ hội này đột phát đến hóa cảnh rồi. Khoảng 1 tiếng sau, Bạch Kiếm, ở giữa hồ cũng không còn thoải mái như lúc vừa đi vào nữa, lúc này sắc mặt của anh ta có hơi trắng bệch. Môi cũng vì hàn khí mà chậm rãi tím lại, nội kinh trong cơ thể cũng vì tiêu hao thời gian dài, mà trở nên mong manh. Trái lại Lâm Thanh Diện, lúc này đã nhắm mắt lại, nhưng mà sắc mặt anh vẫn hồng hào như trước, không chút nào không khỏe, giống như là hồ nước này không có bất kỳ hiệu quả gì với anh. Bạch Kiếm nhìn Lâm Thanh Diện không có việc gì, nhất thời có chút nóng nảy, nếu tiếp tục như vậy, anh ta nhất định không chống đỡ nổi, mà Lâm Thanh Diện trạng thái tối như vậy, chỉ sợ có thể kiên trì hơn anh ta thật lâu. Người này chỉ là thể hiện ra ngoài không có việc gì mà thôi, kỳ thật tình cảnh chân chính còn thảm hơn mình, hồ nước lạnh này không phải tầm thường, lúc trước anh ta căn bản chưa từng tiếp xúc, không thể nào kiên trì thời gian dài hơn mình được, cho nên chỉ có thể nói anh ta là đang dùng vẻ ngoài bình tĩnh làm mình sốt ruột, làm tâm trạng mình không ổn do đó rút ngắn thời gian kiên trì. Hừ, Bạch Kiếm mình chính là thiên tài có 102 trên đời trong miệng sư phụ, sao có thể tùy tiện thua người khác được, mình nhất định có thể thắng. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Kiếm cũng nhắm mắt lại, không hề để trạng thái của Lâm Thanh Diện ảnh hưởng đến tâm thái của mình. Tử thần ngồi uống trà cách đó không xa nhìn thấy Lâm Thanh Diện kiên trì 1 giờ cũng không chút dấu hiệu ra ngoài, hơn nữa sắc mặt nhìn lại không chút việc gì, ngược lại sắc mặt Bạch Kiếm đã trắng ra, điều này làm ông khá sốt ruột. Quý Trường Thanh nhìn dáng vẻ gấp gáp của tử thần, không khỏi nở nụ cười, mở miệng nói, ông bạn già, tỉ thí giữa hậu bối mà thôi, không cần sốt ruột, đợi đến lúc. Tự nhiên sẽ biết kết quả. Tử thần hừ lạnh 1 tiếng, nói, đệ tử của tôi đương nhiên sẽ không thua, tôi có gì mà phải gấp gáp, chỉ là nói chuyện với ông già như ông không thú vị thôi. Quý Trường Thanh thấy dáng vẻ chột dạ của tử thần, cười mà không nói, bưng trà trên bệ đá lên, uống 1 ngụm. Đảo mắt lại là qua 1/2 tiếng. Lúc này Bạch Kiếm rõ ràng đã đến cực hạn, sắc mặt của anh ta trắng bệch, môi phát tím, thậm chí còn hơi run rẩy. Hàn khí giữa hồ nước đã sắp phá vỡ phòng tuyến nội kình của anh ta, xông vào trong cơ thể của anh ta.
Hàn ký này làm cho anh ta không thể tập trung tinh thần, chứ đừng nói gì là nhắm mắt ngưng thần, cho nên lúc này anh ta chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Diện cách đó không xa. Mà trạng thái của Lâm Thanh Diện lúc này vẫn bình tĩnh như cũ, hai mắt nhắm chặt, không nhìn ra tâm tình, sắc mặt cũng chỉ là trắng hơn lúc nãy mấy phần, xem ra, còn có thể kiên trì thời gian rất lâu trong hồ nước này. Bạch Kiếm nhìn thấy Lâm Thanh Diện như vậy, trong nội tâm đương nhiên là càng thêm sốt ruột, nếu không phải không muốn thua, bây giờ anh ta đã nhảy ra ngoài hồ nước rồi. Cái tên đáng chết này, vì sao vẫn không có động tĩnh gì, không lẽ anh ta thật sự có thể tiếp tục kiên trì? Bạch Kiếm thầm mắng một tiếng trong lòng. Từ Thanh Thanh đứng bên cạnh hồ nước cũng mặt mũi khó chịu nhìn Lâm Thanh Diện, không thể ngờ được anh có thể kiên trì trong hồ nước thời gian dài như vậy. Này, anh mau nhảy ra đi, kiên trì không nổi cũng đừng gượng chống, nếu cứ cố chống, sẽ làm bị thương căn cơ của anh, như vậy không có chỗ tốt nào. Từ Thanh Thanh hô một câu với Lâm Thanh Diện. Bạch Kiếm bên cạnh mặc dù biết Từ Thanh Thanh đây là đang nói Lâm Thanh Diện, nhưng mà sao nghe những lời này lại như nói anh ta. Cái này làm anh ta càng thêm khó kiên trì. Ngay lúc Bạch Kiếm sốt ruột, Lâm Thanh Diện mở mắt. Trong lòng Bạch Kiếm lập tức sinh ra một chút hy vọng, cho rằng Lâm Thanh Diện cuối cùng cũng không kiên trì nổi, muốn ra ngoài rồi. Chỉ thấy Lâm Thanh Diện nhìn bốn phía, mở miệng nói, tôi ở trong hồ này bao lâu rồi? Đã một tiếng rưỡi rồi, bên kia Quý Trường Thanh cười nói một câu. Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu, nói, a, vẫn còn sớm. Nói xong, Lâm Thanh Diện lại nhắm mắt lại. Bạch Kiếm thấy như vậy hóa đá tại chỗ, cuối cùng anh ta cũng không kiên trì nổi, nhanh chóng nhảy ra khỏi hồ nước. Chương 867. Sắc mặt Từ Thần xanh mét nhìn Bạch Kiếm nhảy ra từ trong đầm lạnh, không thể ngờ là đệ tử vừa ý nhất của mình, vậy mà thua đệ tử Quý Trường Thanh đưa đến. Đây là ông ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Bạch Kiếm cũng áy náy nhìn về phía Từ Thần, lên tiếng nói, đệ tử vô dụng, làm sư phụ mất mặt. Từ Thần hừ lạnh một tiếng, không phản ứng Bạch Kiếm, mắt nhìn Lâm Thanh Diện vẫn kiên trì ở hồ lạnh như cũ. Từ Thanh Thanh thấy Bạch Kiếm từ giữa hồ nước lạnh đi ra, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sốt ruột, mở miệng nói, sư huynh sao anh lại đi ra, anh nhanh trở về đi, như vậy anh liền thua, em sẽ không cách dạy dỗ tên kia à. Bạch Kiếm không biết nói gì nhìn Từ Thanh Thanh hồi lâu, đã tới cực hạn của anh ta rồi, nếu lại kiên trì tiếp, sẽ gây hại cho căn cơ, vì phô trương sức mạnh nhất thời, hủy đi căn cơ cả đời của mình, thật sự không phải là một chuyện có lợi. Nhưng cho dù anh ta đi ra trước Lâm Thanh Diện, trong lòng anh ta vẫn như cũ cho rằng Lâm Thanh Diện có thể ở như vậy, là vì thể chất đặc biệt, hoặc là có cách nào đó tránh hàn khí, cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình để chịu đựng. Quý Trường Thanh cười đứng dậy, nhìn Từ Thần nói, xem ra vẫn là đệ tử của tôi tốt hơn a, ông bạn già, thật là được nhờ rồi. Từ Thần quay đầu nhìn về phía Quý Trường Thanh, trong ánh mắt là sự khó chịu, giọng điệu lạnh lùng nói, cậu ta có thể ở trong đầm lạnh này lâu như vậy, là vì ông cho cậu ta cái gì đó chống đỡ hàn khí phải không? Quý Trường Thanh cười khanh khách, nói, ông thật sự là trách oan tôi rồi, tỉ thí này là ông bất ngờ nói ra, sao tôi biết trước ông muốn thi đấu, rồi cho nó gì đó để chống lại hàn khí đâu? Hơn nữa, lúc hai đứa nó vào trong đầm lạnh, đều cởi quần áo, ông thấy rõ mà, dù tôi muốn cho nó cái gì đó chống đỡ hàn khí e là đều không dùng được. Mắt Từ Thần nhíu lại, Quý Trường Thanh nói xác thực là thật, xem tình huống này, Lâm Thanh Diện thật là không có cách gì để dùng đồ vật gian dối. Chỉ là ông ta không muốn tin vậy mà có người có thể hơn được đệ tử vừa ý nhất của ông, hơn nữa người này lại là đệ tử của Quý Trường Thanh, điều này làm cho trong lòng ông ta khá khó chịu, cho nên muốn chống chế giải thích. Từ Thanh Thanh tràn đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện vẫn như trước ở trong đầm lạnh không có động tĩnh, gấp đến nỗi bắt đầu dậm chân. Anh ta không phải đã chết ở bên trong thôi, nếu không thế nào không có động tĩnh gì, anh ta cũng thật là ngu ngốc, vì thắng mà ngay cả mạng của mình cũng không cần, tôi thấy bỏ trận thi đấu này đi. Từ Thanh Thanh mở miệng. Lâm Thanh Diện nghe được lời của Từ Thanh Thanh, mở to mắt, sau đó từ trong đầm lạnh nhảy ra. Bây giờ anh đã tính là thắng Bạch Kiếm, tuy anh còn có thể tiếp tục ở trong đầm lạnh một khoảng thời gian dài nữa, nhưng không cần thiết. Đầm lạnh này đối với nửa bước hóa cảnh như Lâm Thanh Diện, tác dụng cũng không có quá lớn, tiếp tục ở trong cũng chỉ lãng phí thời gian. Tôi còn sống rất tốt, cô không thể vì cậu ta thua mà cô phải nhận phạt mà muốn không tính cuộc thi đấu này, làm như vậy, chính là không hề có tinh thần của cao thủ võ đạo. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh thấy Lâm Thanh Diện không thương lượng, cắn răng nói, lúc nãy không phải tôi nghĩ anh đã chết sao, không ngờ anh còn sống, vậy không có bỏ,
lẽ nào Từ Thanh Thanh tôi lại là cái loại người không thể chịu thua sao? Lâm Thanh Diện cười nói, vậy là được rồi. Sắc mặt Bạch Kiếm Âm trầm nhìn Lâm Thanh Diện, sau khi đi ra từ đầm lạnh, sắc mặt anh ta đã tốt lên, lực lượng trong cơ thể cũng khôi phục, thấy bộ dạng Lâm Thanh Diện đã cho rằng bản thân thắng, trong lòng Bạch Kiếm rất không phục. Anh ta bước về phía trước một bước, mở miệng nói, cậu có thể ở trong đầm lạnh lâu như vậy, thật là làm cho người khác bội phục, nhưng tôi cho rằng điều này cũng không thể đại biểu thực lực bản thân, có lẽ thể chất của thân thể cậu thuộc loại kháng hàn, cho nên tôi muốn đánh một trận với cậu, không biết cậu có nhận khiêu chiến này của tôi không? Sau khi Từ Thanh Thanh nghe thấy lời của Bạch Kiếm, mắt cũng láo lia, nhanh chóng nói phụ họa, đúng, đúng vậy, Bạch Kiếm sư huynh nói rất đúng, chỉ là so với người khác kháng hàn, căn bản không thể nói được cái gì. Này cùng thể chất mỗi người có quan hệ rất lớn, muốn đấu thì phải đánh nhau, chỉ có đánh một trận chân chính, mới biết được cuối cùng là ai lợi hại hơn. Hai người Quý Trường Thanh và Lâm Thanh Diện nghe lời của bọn họ, đều biết bọn họ đây là thua không cam lòng, Quý Trường Thanh vẫn chưa nói, trong lòng ông ta rõ ràng, nếu là so đánh nhau, Bạch Kiếm liền càng không có phần thắng. Trong lòng Từ Thần cũng không muốn đệ tử của mình liền thua như vậy, dù sao cũng phải hòa nhau một ván mới được, dù bỏ qua tiền cược của trận đấu đầm lạnh. Ông ta cũng không muốn thấy gương mặt già nua đắc ý của Quý Trường Thanh. Cho nên ông ta cho Bạch Kiếm một ánh mắt khẳng định, để anh ta khiêu chiến Lâm Thanh Diện, chính mình không hề nói lời nào. Bạch Kiếm được khẳng định Từ Thần, trong lòng liền có sức mạnh, lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hỏi, sao không nói lời nào, lẽ nào cậu sợ? Lâm Thanh Diện cười cười, nói cậu đánh không lại tôi. Bạch Kiếm lập tức hừ lạnh một tiếng, nói còn không có động thủ, sao cậu biết tôi đánh không lại cậu? Tôi thấy cậu chỉ đang tìm cớ thôi, không muốn đánh cũng được thôi, trận đấu đầm lạnh tôi nhận thua, nhưng trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là một kẻ hèn không dám tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Từ Thanh Thanh lại ở một bên châm ngòi thổi gió, đúng vậy, anh là đồ hèn. Lâm Thanh Diện hơi bất đắc dĩ, sau đó lên tiếng, vậy như vậy đi, tôi chỉ ra một chiêu, nếu cậu có thể tiếp được một chiêu này của tôi, liền tính cậu thắng, nếu cậu thấy tiếp không được, cũng có thể trực tiếp nhận thua. Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Bạch Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói thật là dõng dạc, tôi cũng không tin, cậu một chiêu liền có thể thắng tôi. Nói xong, khí thế tông sư cảnh đỉnh trên người anh ta đột nhiên bùng nổ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Diện tràn đầy ý chí chiến đấu. Lâm Thanh Diện thấy Bạch Kiếm hôm nay không đánh một trận là sẽ không bỏ qua, cho nên cũng không tính tiếp tục nói vô ích. Nếu anh ta muốn biết mình cuối cùng thua oan hay không, vậy mình làm anh ta hiểu được, anh ta thua vì cái gì? Nói xong, huyền kình trong cơ thể Lâm Thanh Diện vận chuyển, một tầng lực lượng cường đại trực tiếp xuất hiện ở trên bàn tay, chiếu ra ánh sáng trắng, sau đó anh nâng lên, nhìn về phía Bạch Kiếm, muốn đánh một chưởng ra. Sau khi Từ Thần thấy cảnh này, mặt biến sắc, ông ta không ngờ, đệ tử này của Quý Trường Thanh, dĩ nhiên là một vị cao thủ nửa bước hóa cảnh. Khó trách Bạch Kiếm thua cậu ta, dù là nửa bước hóa cảnh, cảnh giới cũng cao hơn rất nhiều tông sư đỉnh, dù Bạch Kiếm dùng hết khả năng trên người. Cũng không thể thắng Lâm Thanh Diện. Bạch Kiếm đương nhiên không nhận ra điều này, vẫn nóng lòng muốn thử đấu với Lâm Thanh Diện. Từ Thần lúc này tới giữa hai người, nói, đủ rồi, không cần đánh, thi đấu tính cậu thắng. Bạch Kiếm vẻ mặt ngờ nghịch, không rõ Từ Thần vì cái gì lại đột nhiên nói một câu như vậy, anh ta và Lâm Thanh Diện rõ ràng còn chưa bắt đầu đánh. Chương 868, là một cô gái đoan trang thuần khiết. Sư phụ, chiến đấu giữa chúng con còn không bắt đầu, vì sao cho rằng cậu ta thắng? Bạch Kiếm hơi khó hiểu nhìn về phía Từ Thần. Nét mặt Từ Thanh Thanh cũng ngờ vực, hỏi, đúng vậy ông cố tổ, rõ ràng còn không đánh đâu, không phải từ trước đến nay ông đều rất tin thực lực của sư huynh sao, vì cái gì bây giờ ngược lại không tin anh ấy? Từ Thần thở dài, nói, đều không phải ông không tin nó, mà là thực lực của đệ tử này của Quý Trường Thanh không đơn giản như hai đứa nghĩ. Dù liều mạng, sư huynh của con cũng không thể thắng cậu ta. Sắc mặt Từ Thanh Thanh và Bạch Kiếm đều trở nên hơi phức tạp, đây là lần đầu họ thấy Từ Thần đánh giá một người như vậy. Tuy biết Từ Thần sẽ không lừa mình, nhưng vì không có thấy qua thực lực của Lâm Thanh Diện, trong lòng Bạch Kiếm vẫn không có cách lập tức nhận chuyện mình đánh không lại Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Bạch Kiếm, vì tránh lãng phí thêm thời gian, Lâm Thanh Diện nói với Bạch Kiếm, tôi biết cậu không hiểu tại sao Từ tiền bối nói như vậy. Tôi ra một chiêu cho cậu cảm nhận một chút, cậu liền hiểu. Trong lòng Bạch Kiếm cũng đang có ý này, nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, lúc này mặt nhìn thẳng về phía Lâm Thanh Diện, muốn nhìn anh có thể thi triển ra chiêu thức dạng gì.
quyền kình di chuyển trên bàn tay Lâm Thanh Diện, sau đó dùng sức đẩy về phía Bạch Kiếm, một hư ảnh bàn tay thật lớn xuất hiện, mang theo gió mạnh, thổi qua phía Bạch Kiếm. Bây giờ thực lực Lâm Thanh Diện đã tới nửa bước hóa cảnh, không cần ăn đan dược cấp hoàn mỹ hay là sử dụng huyền kình, cũng có thể để công kích của mình sinh ra loại hư ảnh này. Đương nhiên, bởi vì cũng không phải hóa cảnh chân chính, Lâm Thanh Diện còn không có cách để cho hư ảnh này ly thể, lực lượng ẩn trong đó muốn đánh vào trên người người khác, phải cách đủ gần mới được. Nhưng dù chỉ là uy thế một trưởng này mang lại thôi, cũng đã đủ dọa phá mật cao thủ cấp tông sư cảnh. Trong nháy mắt Bạch Kiếm nhìn đến hư ảnh bàn tay kia xuất hiện, đồng tử co lại, thân người theo bản năng lui về phía sau, trong lòng lại sinh ra kinh hãi, không nghĩ tới một trưởng nhẹ nhàng của Lâm Thanh Diện, vậy mà có uy thế khủng bố như thế. Loại cảnh tượng này, anh ta chỉ thấy trên tay Tử Thần một lần, đương nhiên, thủ đoạn của Lâm Thanh Diện và Tử Thần khi xuất chiêu, vẫn kém rất nhiều, nhưng đối với Bạch Kiếm, đã là chiêu có thể dễ dàng lấy mạng anh ta. Tử Thanh Thanh thấy một màn như vậy cũng là há hốc mồm. Không thể ngờ thực lực Lâm Thanh Diện đã khủng bố như vậy, ít nhất, trình độ chế tạo ra hư ảnh này, Bạch Kiếm khẳng định làm không được. Lâm Thanh Diện cũng là thấy rồi liền thu lại, cũng không thật sự muốn đánh một chưởng này lên người Bạch Kiếm, thấy anh ta lui về sau, liền giơ tay thu lực về, hư ảnh bàn tay cũng mất theo. Trên trán Bạch Kiếm đã đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi thậm chí còn cảm thấy mình phải chết dưới một chưởng này của Lâm Thanh Diện, thấy Lâm Thanh Diện thu chiêu. Anh ta mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng sinh ra nỗi sợ lúc sau. Sau khi thu chiêu, Lâm Thanh Diện nhìn Bạch Kiếm, chắp tay với anh ta, nói, đã nhường. Bạch Kiếm nhìn Lâm Thanh Diện hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, anh ta thế nào cũng không nghĩ đến, người này nhìn tuổi tác không khác anh ta là bao, thực lực vậy mà đã đạt tới cảnh giới huyền diệu như thế. Lúc trước Tử Thần nói với anh ta cảnh giới phía trên tông sư cảnh, anh ta cũng biết sự tồn tại của hóa cảnh. Lâm Thanh Diện có thể làm cho chiêu của mình xuất hiện hư ảnh, có thể đã đạt tới trình độ hóa cảnh. Chỉ là Tử Thần nói anh ta có hy vọng sẽ đạt cảnh giới này trước 35 tuổi, hơn nữa tốc độ này, cũng đã xem như tốc độ của yêu nghiệt nghịch thiên. Quá khứ Bạch Kiếm vẫn nghĩ mình là thiên tài ưu tú nhất trên đời, dù là đệ tử danh môn đại phái, hay là truyền nhân cổ võ thế gia, không ai có thể so với anh ta. Lâu dần trong lòng Bạch Kiếm ngạo khí, cảm thấy trên đời này không ai có thể sánh vai với anh ta. Cho nên đối đãi bạn bè cùng lứa, luôn có chút ít khinh thường. Nhưng mà hôm nay, Lâm Thanh Diện làm anh ta hiểu được cái gì là núi cao còn có núi cao hơn, tuổi Lâm Thanh Diện rõ ràng là không hơn kém anh ta bao nhiêu, cũng đã đạt tới trình độ hóa cảnh, loại thiên phú này, bỏ xa anh vạn dặm. Ngạo khí trong lòng anh ta, nháy mắt đã bị chuyện này đả kích biến mất không còn tăm hơi. Cậu đạt tới hóa cảnh, Bạch Kiếm nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện lẩm bẩm nói. Lâm Thanh Diện cười cười với anh ta, nói, không xem là hóa cảnh, có thể xem như nửa bước hóa cảnh. Trong lòng Bạch Kiếm cảm thấy Lâm Thanh Diện nói bản thân là nửa bước hóa cảnh cũng không làm anh ta dễ chịu hơn, trong mắt anh ta, giữa nửa bước hóa cảnh và hóa cảnh cũng không có cái gì khác nhau, bởi vì đối với tông sư cảnh mà nói, này chỉ là khác nhau giữa nửa rạch trời và rạch trời thôi, không dễ dàng vượt qua như vậy. Lâm Thanh Diện đã đạt tới nửa bước hóa cảnh, khoảng cách hóa cảnh cũng không xa. Giữa hai người vẫn có khác nhau về bản chất. Nét mặt Từ Thần cũng vô cùng phức tạp nhìn Lâm Thanh Diện, không thể ngờ được Quý Trường Thanh sẽ thu được đệ tử xuất sắc như thế, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại. Quý Trường Thanh đứng lên, cười nhìn mọi người một cái, nói như vậy, lần thi đấu này, là chúng tôi thắng. Từ Thần quay đầu nhìn ông ta một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, tôi còn không có vô lý như vậy, đệ tử này của ông xuất sắc vô cùng, thật làm người khác kinh ngạc. Lần này liền tính ông thắng, nhưng tôi sớm muộn gì cũng sẽ thắng lại. Quý Trường Thanh cười cười, cũng không nói gì. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn về phía Từ Thanh Thanh vẫn khiếp sợ như cũ, hỏi, hiện giờ tôi thắng, có phải hay không có thể yêu cầu cô một chuyện? Từ Thanh Thanh nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nét mặt tức giận, tất nhiên là vì Lâm Thanh Diện thắng nên hơi khó chịu, nói, Từ Thanh Thanh tôi cũng là người dám chơi không dám chịu, thua là thua, anh nói yêu cầu đi. Nhưng nếu anh đưa ra yêu cầu vô sỉ không biết xấu hổ, trước hết tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của anh sau đó giết anh. Lâm Thanh Diện cười khanh khách, anh tự nhiên không có khả năng đưa ra yêu cầu vô sỉ gì với Từ Thanh Thanh. Yên tâm, tôi còn không phải loại người vô sỉ này, tự nhiên cũng sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng gì với cô. Lâm Thanh Diện mở miệng. Vậy yêu cầu của anh là cái gì, nói ra đi. Từ Thanh Thanh vẫn khẩn trương như trước. Sợ Lâm Thanh Diện đưa ra yêu cầu gì cô ta không thể nhận.
Yêu cầu của tôi đó là, sau này cô không được tùy tiện đi theo người khác vào WC, hơn nữa từ bỏ yêu thích xem loại video nọ, làm một cô gái đoan trang thuần khiết. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Sau khi Từ Thanh Thanh nghe lời của Lâm Thanh Diện, trên gương mặt tươi cười hơi đỏ ửng, vừa thẹn vừa giận nhìn Lâm Thanh Diện, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Vẻ mặt Từ Thần nghi ngờ, không rõ video trong lời Lâm Thanh Diện nói là video gì, đệ tử của Từ Thần cách đó không xa đều nhìn không được nở nụ cười. Yêu cầu này của tôi không tính khó đi, cô đồng ý không? Lâm Thanh Diện hỏi. Từ Thanh Thanh cắn răng, nói có gì không được chứ, đồng ý thì đồng ý, hừ. Chương 869, cành cây. Từ Thần vẫn không hiểu lắm Lâm Thanh Diện có ý gì, ông ta đi đến rồi hỏi, cậu kêu sau này Thanh Thanh không được tùy tiện theo người khác vào nhà vệ sinh nữa. Lẽ nào Thanh Thanh sẽ tùy tiện theo người khác vào nhà vệ sinh ư? Với lại video mà cậu nói là cái gì, vốn dĩ Thanh Thanh đã là thục nữ, tại sao cậu còn yêu cầu con bé phải làm thục nữ? Lâm Thanh Diện nhìn Từ Thần rồi cười mà nói, tiền bối, đây là chuyện của lớp trẻ bọn cháu. Ngài lớn tuổi rồi thì tất nhiên không hiểu. Từ Thanh Thanh cũng cảm thấy hơi lúng túng, vốn dĩ yêu cầu của Lâm Thanh Diện đã khiến cho cô ta mất sạch thể diện rồi, Từ Thần lại còn yêu cầu phải giải thích cho ông ta nghe, nếu như ông cố tổ mà biết sự thật, sợ rằng sau này cô ta không còn mặt mũi đâu mà sống tiếp ở đây nữa. Ông cố tổ, ông đã già rồi, không hiểu bọn cháu nói gì cũng là chuyện bình thường thôi, ông cũng không cần phải nghe hiểu đâu, yêu cầu của anh ta cũng không quá đáng, còn có thể chấp nhận. Chuyện này cứ cho qua như vậy đi, ông đừng hỏi nữa mà. Từ Thanh Thanh vội vàng nói với Từ Thần. Nghe Từ Thanh Thanh nói thế, Từ Thần càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, chỉ có điều thấy Từ Thanh Thanh không muốn mình gặng hỏi thêm nữa, ông ta cũng không nói gì tiếp. Ông ta nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt cảm khái, có thể lên đến nửa bước hóa cảnh ở độ tuổi này, cậu cũng có thiên phú lắm, đúng là trên đời này chẳng mấy ai được như cậu, Bạch Kiếm kém cỏi hơn cậu nhiều, cũng không biết vì sao lão tặc Quý Trường Thanh lại tìm được cậu nữa. Nhóc con, cậu có hứng làm đệ tử của tôi không? Tôi đảm bảo đãi ngộ dành cho cậu sẽ tốt hơn Quý Trường Thanh gấp 1 vạn lần. Nghe Từ Thần nói thế, Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thấy buồn cười, không ngờ ông ta lại giành đệ tử của Quý Trường Thanh ngay trước mặt ông ấy, hoàn toàn không nể mặt Quý Trường Thanh một chút nào. Lâm Thanh Diện chắp tay với Từ Thần, tôi xin nhận ý tốt của ông, nhưng nhận thầy thì thôi đi vậy, tôi tin rằng ngài có thể bồi dưỡng Bạch Kiếm thành cao thủ tuyệt thế. Thấy Lâm Thanh Diện từ chối, Từ Thần cũng không nói gì nữa, dù gì ông ta cũng biết đây là chuyện không thể nào. Quý Trường Thanh nhìn Từ Thần chăm chú rồi nói, ông bạn già, ông chơi xấu thế. Từ Thần hừ lạnh với ông ấy, vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến ông ấy một chút nào, chỉ quay lưng nhìn Bạch Kiếm rồi nói, con cũng không cần phải bị đả kích vì chuyện này, chúng thần điện của bọn họ nắm giữ rất nhiều tài nguyên và tin tức mà con không biết, nói không chừng thằng nhóc này thăng cấp được là nhờ thủ đoạn gì đó, con chỉ cần ngoan ngoãn rèn luyện. Thành tựu sau này của con chưa chắc kém hơn cậu ta. Bạch Kiếm lập tức gật đầu, con hiểu rồi. Lâm Thanh Diện nhìn Từ Thần với vẻ dở khóc dở cười, anh không ngờ cái gì ông ta cũng dám nói, thực lực của đối phương đã thể hiện rõ ràng rồi, dù có nói gì đi chăng nữa thì chắc chắn Quý Trường Thanh cũng không nói gì, dù gì ông ấy đến đây là để xin một món đồ, tất nhiên phải khách sáo một chút mới được. Sau khi dặn dò Bạch Kiếm xong, Từ Thần nhìn Quý Trường Thanh rồi nói, đi theo tôi, đi lấy thứ mà ông muốn. Lần này tôi nể mặt đệ tử của ông nên mới đưa đồ cho ông, lần sau không dễ nói chuyện thế đâu. Quý Trường Thanh cười cười, thế thì tôi phải cảm ơn lòng dạ rộng rãi của ông rồi. Từ Thần trừng mắt nhìn ông ta rồi bước đi vào trong. Lâm Thanh Diện tò mò không biết Quý Trường Thanh muốn thứ đồ gì của Từ Thần, thứ gì mà lại có thể khiến cho điện chủ chúng thần điện như ông ấy hạ mình đến tìm Từ Thần, bởi thế anh mới cất tiếng hỏi tôi có thể vào trong xem không. Quý Trường Thanh theo Từ Thần đi vào trong. Ông ấy nói chậm rãi, vào đi. Lâm Thanh Diện lập tức đi theo vào ngay, lòng anh thấp thỏm hy vọng, muốn xem thứ gì mà có thể để cho hai vị cao thủ chỉ kém thần cảnh nửa bước xem trọng như thế. Ba người đi vào trong chiếc sân sâu nhất trong sơn trang, Từ Thần quay người đi vào trong một căn phòng. Hai người Quý Trường Thanh và Lâm Thanh Diện cũng nối gót theo ông ta vào căn phòng ấy, đập vào mắt bọn họ là vài chiếc kệ đựng đồ, trên kệ toàn là vật phẩm rực rỡ muôn màu. Có rất nhiều thứ trong số đó Lâm Thanh Diện chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng không biết đó là thứ gì. Mặc dù tài nguyên của chúng thần điện của tôi nhiều, nhưng nếu xét về những bảo vật được siêu tầm, thế thì vẫn kém hơn ông bản cũ. Quý Trường Thanh nhìn những món đồ trên kệ, cũng cảm khái mà nói một câu. Hừ, bớt giả vờ giả vịt với tôi đi,
sợ rằng đồ đạc ở đây của tôi còn không bằng cái kho của chúng thần điện mấy người nữa, nếu không phải năm nào tôi cũng làm việc nhanh gọn, tìm về một ít thì e rằng mấy món đồ ấy đã bị chúng thần điện cướp đi từ lâu rồi. Tử thần nói một cách khó chịu. Quý Trường Thanh chỉ cười cười, không hề phủ nhận. Thứ duy nhất mà ông ưng ý ở chỗ tôi chắc là chỉ thứ này. Tử thần vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong, lấy một chiếc hộp trên kệ trong cùng, đặt lên trên bàn. Quý Trường Thanh và Lâm Thanh Diện đi đến trước bàn, đợi tử thần mở chiếc hộp ra. Tử thần nhìn Quý Trường Thanh chăm chú rồi mới cất tiếng hỏi, ông chắc chắn rằng người đó hết chịu nổi nữa rồi à? Quý Trường Thanh gật đầu, tôi biết lần này ngắn hơn lần trước nhiều, nhưng đúng là tình hình của người ấy không lạc quan lắm, sau này sợ rằng mỗi ngày lại một ngắn hơn. Sau khi tử thần nghe ông ấy nói thế, gương mặt ông ta cũng trở nên nặng nề, ông ta nói, xem ra những gì cần đến thì đều sẽ đến, vốn dĩ cứ nghĩ rằng bản thân mình còn dùng được một ít, đến khi ấy sẽ đưa cho ông hết. Số lượng còn lại ở chỗ tôi chắc còn đủ dùng 3 lần, nếu như dùng hết 3 lần thì thật sự không còn nữa. Bây giờ thời gian người có thể chịu đựng được càng lúc càng ngắn, sợ rằng không đến 10 năm, tai họa sẽ giáng xuống rồi. Tử thần nói. Quý Trường Thanh quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện, ông ấy nói, việc này không cần ông quan tâm, đợi đến ngày ấy, tôi sẽ tìm ra kế ứng đối. Tử thần cũng không nói gì nữa, sau khi thở dài bất đắc dĩ, ông ta bèn đặt tay lên trên chiếc hộp. Lâm Thanh Diện nghe cuộc hội thoại của hai người bọn họ mà cảm thấy hết sức mông lung, không biết bọn họ nói thế là ý gì. Nhưng anh có thể nhận ra hình như chuyện mà bọn họ nói không tốt đẹp gì cho mấy, nhất là tử thần còn nói kiếp nạn sắp sửa giáng xuống. Xem ra có liên quan đến sự phiền phức mà Quý Trường Thanh đã nói với Lâm Thanh Diện trước kia. Lẽ nào Quý Trường Thanh tìm mình là để mình đối phó với cái gọi là kiếp nạn ấy hay sao? Lâm Thanh Diện chưa từng nghĩ kỹ, anh nhìn chiếc hộp ấy, bây giờ thực lực của anh vẫn còn kém cỏi rất nhiều, có nghĩ nhiều về việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tử thần mở chiếc hộp ra, lấy cành cây màu đen bên trong ấy đặt lên trên bàn, rồi sau đó ông ta lại lấy một mảnh đao cùng với chiếc bình ngọc. Sau khi nhìn thấy nhành cây màu đen ấy, đồng tử Lâm Thanh Diện co rút, bởi vì mùi vị lan tỏa trên nhành cây ấy rất giống với miếng gỗ đen mà Lâm Thanh Diện lấy được từ chỗ Đại sư Thiên Long Y như đúc. Chương 870, Xích Dương Linh Mộc. Lâm Thanh Diện cẩn thận nhìn vào nhánh cây kia, xác định nhánh cây này và khối gỗ trên tay mình giống nhau như đúc. Điều khác nhau duy nhất đó là khối gỗ trong tay anh lớn hơn nhánh cây này rất nhiều. Anh thế nào cũng không nghĩ ra, đồ vật Quý Trường Thanh đến chỗ tử thần muốn, vậy mà là thứ này, hơn nữa xem bộ dạng tử thần và Quý Trường Thanh, dường như rất coi trọng nhánh cây này, lúc tử thần lấy nhánh cây ra vô cùng cẩn thận, giống như sợ làm rớt nó vậy. Bởi vì còn chưa làm rõ nhánh cây này cuối cùng có lai lịch gì, Lâm Thanh Diện tất nhiên không có khả năng nói cho họ ở chỗ mình còn có một khối gỗ lớn. Có thể là cùng thân cây với nhánh cây này, cho nên chỉ có thể nhịn kinh ngạc trong lòng mình xuống, để tránh hai ông già này nhìn ra manh mối. Lấy thực lực của hai người bọn họ, chỉ sợ là tùy tiện một cây ngón tay liền có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thanh Diện, gỗ này trong mắt họ quý giá như vậy, nếu họ muốn động thủ cướp khối gỗ của Lâm Thanh Diện đúng là không có cách nào đối phó họ. Đây là thứ gì? Lâm Thanh Diện giả bộ như tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhìn Quý Trường Thanh hỏi một câu. Quý Trường Thanh cũng không giấu giếm, giải thích cho Lâm Thanh Diện nghe. Gỗ này tên là Xích Dương Linh Mộc, nghe nói là một cây thần tồn tại trên đời hơn vạn năm lưu lại, đồn rằng cây thần tồn tại trên đời hơn vạn năm, đã tu đạo thành công, đạt tới cảnh giới vũ hóa phi thăng, sau đó thật sự trải qua thiên kiếp phi thăng, Xích Dương Linh Mộc này là cây thần đó sau khi gặp thiên lôi lưu lại. Bởi vì cây thần có linh, dù là gỗ bị sét đánh thành than, vẫn là bảo vật thế gian ít có, sau khi người đời sau có gỗ này. Liền gọi là Xích Dương Linh Mộc, hơn nữa làm chân bảo hiếm có được người chân quý truyền thừa. Nghe lời của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện nhìn không được mở to hai mắt, hỏi trên đời, thật sự có cây sống trên vạn năm. Còn độ thiên kiếp vũ hóa phi thăng. Quý Trường Thanh cười ha ha, nói, này ta cũng không biết, ta nói cũng chỉ là một ít lời đồn nghe qua thôi, hơn nữa có rất nhiều phiên bản, đây chỉ là một trong số đó thôi, có phải thật hay không, liền xem cậu nghĩ như thế nào. Nghe Quý Trường Thanh nói như vậy, Lâm Thanh Diện cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng thủ đoạn của cao thủ hóa cảnh cũng đã có thể xem thần kỳ, nhưng Lâm Thanh Diện cũng không tin trên thế giới này có chuyện trải qua thiên kiếp phi thăng tồn tại, dù sao loại chuyện này, chỉ là lời đồn, cũng đã làm cho người ta cảm thấy khó tin. Truyền thuyết về Xích Dương Linh Mộc này, có lẽ cũng chỉ do mọi người vì để cây này thần bí bất phàm, mà tạo ra thôi.
Nhưng xích dương linh mộc này thật sự có công hiệu người thường khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào trình độ khoa học bây giờ, vẫn chưa có cách giải thích rõ ràng, Quý Trường Thanh lại nói một câu. Điều này Lâm Thanh Diện thật sự đồng ý, trình độ khoa học bây giờ, thật là không có cách giải thích xích dương linh mộc này cuối cùng sao thần kỳ như vậy, Hứa Bích Hoài chỉ ăn một chút, liền trở nên bách độc bất xâm, bác sĩ nghiên cứu lâu như vậy, các loại dụng cụ đều dùng tới, cũng chưa thể giải thích rốt cuộc đây là xảy ra chuyện gì. Vậy xích dương linh mộc có công hiệu gì? Nó giống như cực kỳ chân quý. Hai mắt Lâm Thanh Diện láo lia, nhân cơ hội hỏi một câu. Xích dương linh mộc này là bảo vật hiếm có công hiệu an thần, ngưng thần, hộ thần, thậm chí chữa bệnh tránh độc, đối với người thường, thứ này có thể xem như thần dược linh đan. Quý Trường Thanh nói. Đương nhiên, cây thần xích dương thần mộc còn có tác dụng thần kỳ hơn, nhưng Quý Trường Thanh cũng không tính nói cho Lâm Thanh Diện nghe. Lâm Thanh Diện nghe lời của Quý Trường Thanh, trên cơ bản cũng có tác dụng giống khối gỗ trong tay anh mà anh biết, trong lòng cũng xác định khối gỗ trong tay mình, là xích dương linh mộc trong lời của Quý Trường Thanh. Hơn nữa anh khẳng định xích dương linh mộc này có tác dụng lớn hơn nữa, nhưng Quý Trường Thanh cũng sẽ không nói cho mình mà thôi. Vậy gỗ này có thể ăn sao? Lâm Thanh Diện hỏi một câu. Quý Trường Thanh nghe vấn đề này của Lâm Thanh Diện, cũng sửng sốt. Ông ta còn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề xích dương linh mộc này có thể ăn hay không. Sao lại hỏi như vậy? Chỉ nhìn từ bên ngoài, cũng nên biết thứ này không hợp để ăn. Quý Trường Thanh hơi nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười cười, giải thích, ngài vừa nói thứ này tương đương với linh đan diệu dược, cho nên tôi mới hỏi một câu. Quý Trường Thanh cười ha ha, nói, xích dương linh mộc này cũng không phải là dùng để ăn, thứ này muốn phát huy hiệu quả, cần phải dùng lửa đốt mới được. Nhưng cậu hiểu biết cái này không có tác dụng gì, tất cả xích dương linh mộc, có lẽ cũng chỉ còn tại chỗ ông ta có một chút, thứ này tuy tốt, nhưng không phải cho cậu dùng, đời này của cậu, chỉ sợ cũng không có cơ hội tiếp xúc đến thứ này. Lâm Thanh Diện cũng không nói cái gì, trong lòng lại không hề đồng thuận lời của Quý Trường Thanh, dù sao trên người anh cũng có khối xích dương linh mộc cỡ cánh tay, nếu lấy ra, có lẽ sẽ dọa Quý Trường Thanh chết khiếp. Lúc này Từ Thần đã cầm con dao kia, tước dần nhánh cây thành vụn gỗ, để vào trong bình ngọc. Lâm Thanh Diện thấy Từ Thần làm như vậy, nhớ lại vừa rồi Quý Trường Thanh nói xích dương linh mộc này cần dùng lửa mới có thể phát huy hiệu quả, cho nên liền tính chờ lúc sau có cơ hội mình cũng làm thử, xem sẽ có hiệu quả gì. Lời nói lúc nãy của Quý Trường Thanh nhưng thật sự làm cho Lâm Thanh Diện yên tâm về tình hình của Hứa Bích Hoài, gỗ này là bảo vật thế gian ít có, cho dù phương pháp dùng không đúng, chắc là cũng không có hại gì, Hứa Bích Hoài ăn nhầm một chút, thật là gặp may. Nếu không lần đó cô trực tiếp nuốt vào độc đan của người áo đen, ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Không bao lâu sau, Từ Thần đã tước 1/3 nhánh cây, toàn bộ đều thành vụn gỗ, bỏ vào trong bình ngọc. Ông ta đem nhánh cây còn lại cẩn thận thả lại vào trong hòm, lúc sau, đóng nắp bình ngọc, đưa cho Quý Trường Thanh. Cho ông, lần này tôi không trao đổi đồ vật với ông, đây là đệ tử của ông thắng được, nhưng lần sau ông sẽ không may như vậy, nếu lấy không ra gì đó bằng giá để trao đổi. Cho dù thế giới hủy diệt, tôi cũng sẽ không cho ông xích dương linh mộc. Từ Thần nói. Quý Trường Thanh cười ha ha, từ trên tay ông ta nhận lấy bình ngọc, mở miệng nói, nhất định. Từ Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, hỏi, nhóc con, cậu thật sự không nghĩ ngợi một chút làm đồ đệ của tôi sao? Tuy tài nguyên trong tay tôi kém hơn chúng thần điện, nhưng một số thứ ở đây của tôi, chúng thần điện nhưng nghĩ hết cách muốn cũng không có, nếu cậu đồng ý làm đồ đệ của tôi. Những thứ kia của tôi cậu có thể tùy tiện chọn, như thế nào? Lâm Thanh Diện chắp tay với Từ Thần, nói tiền bối không nên làm khó tôi. Nếu nơi này của Từ Thần có ngưng hồn ngọc, Lâm Thanh Diện thật ra có thể suy nghĩ một chút, chỉ tiếc ngưng hồn ngọc ở chúng thần điện. Từ Thần bất đắc dĩ thở dài, biết cướp người của Quý Trường Thanh không được. Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên nghĩ vài thứ, nhìn Từ Thần, hỏi tiền bối, không biết ông còn thu nữ đệ tử không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 871, Xích Nguyên Đan. Sáng ngày hôm sau, hai người Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đi xuống chân núi dọc theo đường núi, bởi vì ngày hôm qua hai người bọn họ lên núi cũng đã buổi chiều rồi, chờ đến khi lấy được xích dương linh mộc cũng đã đến trạng vạng tối. Từ Thần cũng không phải là người hẹp hòi, đương nhiên sẽ giữ hai người ở lại sơn trang ngủ một đêm. Sáng sớm ngày hôm nay hai người chuẩn bị xong xuôi cũng nói lời tạm biệt với bọn người Từ Thần, sau đó đi xuống chân núi. Vừa đi, Lâm Thanh Diện vừa nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng nói, tiền bối, lần này ông đã lấy được xích dương linh mộc rồi,
không biết là có tính là có công lao của tôi không? Quý Trường Thanh quay đầu lại nhìn anh, cười nói, đương nhiên là tính rồi. Vậy có phải là tôi có thể nhận được phần thưởng không vậy? Lâm Thanh Diện hỏi tiếp. Nếu như mà Quý Trường Thanh đồng ý thưởng cho anh có thể trực tiếp yêu cầu muốn ngưng hồn ngọc với lại Quý Trường Thanh, như thế này cũng có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Cái thằng nhóc này, cậu còn chưa chính thức đến trình diện với chúng thần điện chúng tôi đâu, vậy mà nghĩ muốn phần thưởng rồi hả? Quý Trường Thanh nói với Lâm Thanh Diện. Sở dĩ tôi đồng ý gia nhập vào chúng thần điện cũng không phải là vì quý mến hay là đạo nghĩa trong lòng, trong quá khứ tôi cũng được xem như là một thương nhân, từ xưa đến nay sẽ không làm mấy vụ làm ăn thua thiệt, nếu như không có lợi ích gì sao tôi phải gia nhập vào chúng thần điện chứ, vẫn còn không bằng đi tìm tiền bối từ thần tốt hơn. Lâm Thanh Diện nói. Quý Trường Thanh cười cười rồi nói, cậu nói cũng có mấy phần đạo lý đó chứ, tôi cũng không phải là người không nói lý, đương nhiên là tôi có phần thưởng rồi. Lúc đầu tôi đã chuẩn bị một đồ vật để trao đổi với tử thần, nhưng mà đã bởi vì cậu mà ông ta cho tôi xích dương linh mộc không, vậy tôi cũng sẽ tặng đồ vật này lại cho cậu. Nói xong, Quý Trường Thanh lấy ra một cái bình ngọc từ trong quần áo của mình đưa qua cho Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhận lấy cái bình ngọc đó, mở ra ngửi ngửi. Một mùi hương kỳ lạ bay ra từ bên trong, sau đó lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy ở bên trong có một viên đan dược màu hồng, trông rất là thần kỳ. Đây là cái gì vậy? Lâm Thanh Diện cầm bình ngọc hỏi một câu. Trong cái bình ngọc này có chứa một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ, mặc dù là một viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng không thể so sánh với xích dương linh mộc, nhưng mà viên đan dược này được trộn lẫn linh dược được trồng 33 năm mà tạo thành, tên là xích nguyên đan. Trong viên đan dược này ẩn chứa một nguồn dược lực khổng lồ, là một thuốc bổ tuyệt vời. Nếu người bình thường uống hết nó thì sẽ trực tiếp chảy máu cho đến chết, cho dù là cao thủ nội kình cũng khó có thể tiếp nhận dược lực trong đó, tông sư cảnh mới có thể miễn cưỡng thử một lần. Nếu như sử dụng phù hợp thì viên đan dược này đủ để làm một vị tông sư cảnh đỉnh phong bước vào hóa cảnh, cho nên đối với người tập võ mà nói, viên đan dược này giống như là cơ hội đột phá hóa cảnh một lần. Bởi vì vậy giá trị của nó cũng không hề kém gì so với xích dương linh mộc. Quý Trường Thanh giải thích cho Lâm Thanh Diện nghe. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm khiếp sợ, không ngờ là trong cái bình ngọc này có chứa đan dược nho nhỏ vậy mà lại có thể làm cho một vị tông sư cảnh cao thủ đột phá đến hóa cảnh, nói như vậy thì đan dược này quả thật có chút lợi hại đó. Lúc trước Lâm Thanh Diện hấp thụ 90% tác dụng của dược hiệu từ trong đầm thuốc của dược thần cốc cũng mới đạt đến trình độ nửa bước hóa cảnh. Chẳng phải là nói rõ hiệu quả của cái viên đan dược này còn lợi hại hơn so với đống thuốc của dược thần cốc nữa à? Đương nhiên là trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng hiểu rõ ràng sự đặc biệt của mình, cái mà anh đang tu luyện chính là huyền kình, có sự khác biệt quá lớn so với nội kình. Nếu như nói nửa bước hóa cảnh thật ra thì cũng chỉ mới là huyền kình viên mãn nửa bước, cái này không cùng cấp bậc so với tông sư cảnh đột phá hóa cảnh. Không biết là Lâm Thanh Diện ăn đan dược này xong thì có thể sẽ một phát đạt đến huyền kình viên mãn hay không? Trở thành một cao thủ hóa cảnh chân chính. Lâm Thanh Diện luôn cảm giác là mình đột phá đến trình độ huyền kình viên mãn rất khó khăn, so với tông sư cảnh đột phá hóa cảnh còn khó hơn nữa, quả thật uy lực của huyền kình rất lớn, nhưng mà đối với điều kiện đột phá cũng trở lên hà khắc. Viên xích nguyên đan này cũng làm cho Lâm Thanh Diện hiểu được, cho dù là đan dược cấp bậc hoàn mỹ cũng có phân chia tốt xấu, ít nhất là hai viên đan dược cấp bậc hoàn mỹ mà trước đó Lâm Thanh Diện ăn vào cũng không thể so sánh với xích nguyên đan này được. Mặc dù là xích nguyên đan này có khả năng giúp đỡ tông sư cảnh đỉnh phong đột phá đến hóa cảnh, nhưng mà nguy cơ trong đó cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Tuy là viên đan dược này chính là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, nhưng mà đối với dược hiệu mà nói, đối với cơ thể mà nói loại dược hiệu cấp bậc này có thể chịu đựng được, cao thủ tông sư cảnh đỉnh phong uống đan dược này vào muốn thành công đột phá thì cũng nhất định phải gánh chịu được nguy cơ tử vong do vỡ kinh mạch. Cho dù là có người ở bên chỉ điểm giống như tôi với tử thần, xác suất đột phá thành công cũng chỉ có 50% mà thôi, mà một khi đột phá thất bại rồi, bởi vì nguyên nhân dược lực quá mạnh, người ăn đan dược có thể sẽ trở thành một tên tàn phế. Quý Trường Thanh lại tiếp tục bổ sung thêm một câu. Nghe thấy cái này, Lâm Thanh Diện vốn dĩ còn muốn nếm thử xích nguyên đan, giờ lập tức có ý định lùi bước. Không ngờ đến có cao thủ cấp bậc như là Quý Trường Thanh ở bên chỉ điểm mà xác suất đột phá thành công cũng chỉ có 50%. Vậy thì nguy hiểm của đan dược này cũng ghê gớm quá nhỉ. Đối với sự tin tưởng về tài năng của mình, Lâm Thanh Diện thà rằng dùng nhiều thời gian một chút cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng của Lâm Thanh Diện,
Quý Trường Thanh vừa cười nói, con đường võ đạo này vốn không thuận lợi giống như trong tưởng tượng đâu, cho dù là gặp gỡ chuyện gì thì cũng phải kèm theo nguy cơ giống như vậy, tinh thần võ đạo có đôi khi nói đến đó chính là tinh thần mạo hiểm như thế này. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, Quý Trường Thanh nói hoàn toàn chính xác, con đường võ đạo không có thuận buồm xuôi gió, muốn có được thực lực cao hơn thì đương nhiên cần phải càng có nguy hiểm lớn hơn nữa. Đừng nhìn thấy là thành công chỉ có 50%, cho dù là ai có được viên đan dược này, cuối cùng đều nhất định sẽ nếm thử một phen. Nếu như viên đan dược này để lại cho Tử Thần, tôi sợ là lúc tôi còn chưa đi thì ông ta đã để tên đệ tử đó của ông ta nếm thử viên đan dược này rồi đó. Đáng tiếc là Xích Dương Linh Mộc lần này lại là cậu thắng, cho nên viên đan dược này cũng chỉ có thể đưa cho cậu. Quý Trường Thanh cười nói. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, đối với viên đan dược loại này có thể đủ để làm cho mình đột phá, đúng là Lâm Thanh Diện cũng rất rung động. Nhưng mà dưới tình huống với huyền công trong cơ thể, khát vọng của Lâm Thanh Diện đối với loại đồ vật này cũng không lớn như là người bình thường. Mà điều hiện tại anh chân chính muốn đó chính là khối ngưng hồn ngọc thứ ba ở trong tay của chúng thần điện. Vậy thì coi như anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ bàn giao. Tuy nói là sư phụ vẫn còn thời gian 3 năm, nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không muốn kéo dài quá lâu, đương nhiên phải cầm được càng sớm càng tốt. Cho nên anh nhìn Quý Trường Thanh rồi suy nghĩ kỹ, sau đó mở miệng hỏi, thật ra thì tôi cũng không quá muốn xích nguyên đan này đâu, tôi có thể lấy viên đan dược để đổi lấy vật gì khác không? Quý Trường Thanh sửng sốt, mở miệng hỏi, cậu còn muốn cái gì nữa? Tôi nghe nói là ở trong tay của chúng thần điện có một miếng ngọc bội tên là ngưng hồn ngọc, không biết là xích nguyên đan này có thể đổi lại miếng ngọc bội kia không vậy? Lâm Thanh Diện nói. Nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện, hai mắt của Quý Trường Thanh lập tức nheo lại, nhìn kỹ Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, cậu nghe từ đâu mà lại nói là chúng thần điện của chúng tôi có loại đồ như ngưng hồn ngọc, cậu muốn ngưng hồn ngọc là vì cái gì? Chương 872, tôi muốn nhận hai người làm đồ đệ. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Quý Trường Thanh vậy mà lại sinh ra phản ứng lớn đối với vấn đề của mình, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vội vàng mở miệng nói, tôi nghe nói từ một người bạn, về phần công dụng thì tôi cũng không thể nói cho ông biết được, nhưng mà tôi có thể đảm bảo là không phải dùng để làm những chuyện sai trái. Anh không có nói thẳng đây là thứ mà sư phụ mình muốn, chỉ dựa vào phản ứng của Quý Trường Thanh liền có thể biết được ngưng hồn ngọc này đối với chúng thần điện mà nói cũng không tầm thường. Trước khi vẫn còn chưa xác định được đối phương có thái độ gì, Lâm Thanh Diện cũng không thể làm bại lộ ra chuyện của sư phụ được. Dù sao thì chắc chắn là bối cảnh của sư phụ cũng không đơn giản, nếu như có liên quan gì đến Quý Trường Thanh này, hoặc là một vài nguyên nhân gì đó mà Quý Trường Thanh không chịu cho, vậy thì Lâm Thanh Diện sẽ phải đối mặt với phiền phức tương đối lớn. Quý Trường Thanh nghe lời nói của Lâm Thanh Diện, cũng như có điều suy nghĩ, nhưng mà cũng không hỏi bạn của Lâm Thanh Diện là ai, cũng không hỏi Lâm Thanh Diện muốn dùng ngưng hồn ngọc để làm chuyện gì. Mà là mở miệng nói, giá trị ngưng hồn ngọc hoàn toàn là thứ mà Xích Dương Đan không thể so sánh được, cho nên nếu như cậu muốn dùng Xích Nguyên Đan để đổi ngưng hồn ngọc đương nhiên là không thể nào. Có đều là trong nội bộ chúng thần điện, bất cứ tài nguyên nào cũng có thể được phân bổ dựa trên thành tích, chỉ cần là công lao của cậu đủ nhiều, muốn cầm được ngưng hồn ngọc cũng không phải là việc khó gì. Nghe thấy lời nói này của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần có cơ hội lấy được rồi thì cũng không còn là vấn đề gì lớn, chỉ sợ là không có cơ hội thôi. Vậy thì tôi phải có công lao bằng cách nào đây? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Đương nhiên là làm nhiệm vụ chúng thần điện đã tuyên bố trước đó, tôi cũng đã nói rồi, trách nhiệm của chúng thần điện là để giữ gìn trật tự thế giới này, mà lúc xuất hiện ra chuyện mà người thường không có cách nào xử lý được thì phải cần chúng thần điện ra tay, mà lúc đó cũng chính là lúc để cho cậu tích lũy công lao. Quý Trường Thanh giải thích. Cụ thể thì khi cậu chính thức gia nhập vào chúng thần điện sẽ có người giải thích cặn kẽ cho cậu, nhưng mà tôi cần nhắc nhở cậu đó chính là ngưng hồn ngọc mà cậu muốn cần công lao cũng không đơn giản giống như vậy đâu, cho nên nếu như cậu muốn có được khối ngọc này thì tốt nhất vẫn nên đồng ý làm người nối nghiệp tôi đi, như thế này thì tốc độ có được công lao của cậu sẽ nhanh hơn một chút. Quý Trường Thanh vừa cười vừa nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không tiếp lời Quý Trường Thanh. Sau này muốn làm cái gì cũng phải chờ Lâm Thanh Diện hiểu rõ cơ chế vận hành của chúng thần điện cái đã rồi nói tiếp, bây giờ còn không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Không nói chuyện ngưng hồn ngọc nữa, hai người tiếp tục đi xuống dưới núi, không bao lâu sau Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện rồi hỏi, hai cô gái mà cậu nói cùng với Tử Thần đang ở đâu vậy, hạt giống tốt như thế này tôi cũng muốn mang về chúng thần điện để bồi dưỡng, nếu không thì cậu nói cho tôi nghe địa chỉ đi, tôi chỉ quan sát thôi. Nếu như thích hợp thì tôi sẽ dẫn về một người,
như thế nào? Nghe thấy lời nói của Quý Trường Thanh, Lâm Thanh Diện vội vàng lắc đầu. Ngày hôm qua Lâm Thanh Diện đã hỏi Từ Thần là có thu nạp đệ tử nữ hay không, cho nên đề cử hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ. Trải qua sự quan sát của Lâm Thanh Diện, thiên phú học võ của hai người Thượng Sam Tinh Vũ và Lương Cung Nhạn Xương thật ra rất không tệ, Thượng Sam Tinh Vũ thậm chí cũng đã đạt đến trình độ nội kình đại thành, mà tư chất của Lương Cung Nhạn Xương cũng không chênh lệch so với Thượng Sam Tinh Vũ, chỉ có điều là cô ta vẫn còn chưa tiếp xúc võ học mà thôi. Nếu Lương Cung Nhạn Xương đã muốn bái sư học nghệ, Lâm Thanh Diện chẳng bằng đề cử hai người bọn họ cho Từ Thần, như thế này thì có thể để cho hai cô gái này bái sư, lại có thể lưu hai người bọn họ ở lại đảo quốc, tránh cho đến lúc đó lại chạy đến nước C tìm mình gây phiền phức. Sau khi Từ Thần nghe thấy Lâm Thanh Diện giới thiệu tình hình của Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ thì sinh ra hứng thú rất lớn, đối với hai cô gái này, biểu thị rất tình nguyện đi gặp hai cô gái này, nếu đối phương đồng ý thì mình sẽ thu bọn họ làm đồ đệ. Hiện tại Quý Trường Thanh cũng muốn thu nạp bọn họ làm đồ đệ, đương nhiên Lâm Thanh Diện sẽ không đồng ý. Nếu như Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ đi theo chúng thần điện, vậy thì cuộc sống sau này của anh chỉ sợ là không có cách nào yên ổn được. Hai cô gái này không thích hợp với chúng thần điện đâu, cho nên tiền bối vẫn cứ nên nghĩ cách đi tìm đồ đệ khác đi. Lâm Thanh Diện trực tiếp từ chối lời của Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy thì cũng không nói cái gì nữa. Chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vậy xem ra không có duyên phận này rồi. Không bao lâu sau, hai người đã đi đến chân núi. Lâm Thanh Diện nhìn Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, chúng ta trở về nước C bằng cách nào đây? Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói, đương nhiên là phải đi máy bay rồi, sao vậy? Chẳng lẽ là cậu còn muốn tôi dẫn cậu bay trở về nữa hả? Tôi cũng không có bản lĩnh đó đâu. Lâm Thanh Diện cũng nhịn cười không được. Bởi vì tuổi tác của Quý Trường Thanh quá lớn, cộng thêm việc dáng vẻ của ông ta nhìn như tiên phong đạo cốt, nhìn giống như là không thể gộp chung với loại công cụ hiện đại giống như máy bay, cho nên trong lúc nhất thời không nhớ đến chuyện sẽ đi máy bay trở về. Cũng không còn xoắn suýt cái gì nữa, Lâm Thanh Diện đi đến cảnh khu ở cách đó không xa bắt một chiếc xe. Sau đó hai người liền đi về phía sân bay Đông Đô. Đến bây giờ, Lâm Thanh Diện du ngoạn ở đảo quốc cũng coi như qua một đoạn thời gian rồi. Ở trong nhà Lương Cung Nhạn Xương. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ đang ngồi trong phòng khách, bộ dạng của ai cũng đều rầu rĩ không vui. Bởi vì gia tộc Thượng Sam đã bị tiêu diệt, Thượng Sam Tinh Vũ cũng coi như không còn nhà, cộng thêm việc Lương Cung Nhạn Xương rất thích người bạn là Thượng Sam Tinh Vũ, cho nên cứ luôn giữ Thượng Sam Tinh Vũ ở lại trong nhà của mình, trong khoảng thời gian này hai người bọn họ như là chị em với nhau. Cái tên Lâm Thanh Diện đáng chết này. Nhắn tin trên mess mà đến bây giờ cũng không trả lời lại, cũng không biết là anh ta có trở về nước C chưa nữa, nếu không thì hai người chúng ta cứ trực tiếp đi đến nước C tìm anh ta đi. Lương Cung Nhạn Xương tức giận nói. Thượng Sam Tinh Vũ nhìn Lương Cung Nhạn Xương, mở miệng nói, nhưng mà hình như là anh ấy không muốn chúng ta đi tìm đâu, nếu không thì khi đó cũng sẽ không để lại lá thư này. Quan tâm chỉ tới chuyện anh ta có cho hay là không cho, chẳng lẽ là chúng ta cần phải nghe lời của anh ta nữa hả? Cả đời này không gặp mặt với anh ta nữa. Lương Cung Nhạn Xương nói. Lúc hai cô gái đang nói chuyện với nhau, ở bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo đó có một ông già dẫn theo cô gái với độ tuổi không chênh lệch bọn họ là bao xuất hiện ở cổng. Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thấy hai người đó, lập tức đứng dậy. Các người là ai vậy? Lương Cung Nhạn Xương nhìn chằm chằm vào ông cụ đó, hỏi một câu. Từ Thần cười cười nhìn cô ta. Mở miệng nói, lão phu là Từ Thần, ngày hôm nay đến đây là để tìm hai cô, nếu như tôi không đoán sai hai người các cô xem ra đúng là hạt giống tốt. Ông tìm hai người chúng tôi để làm cái gì? Thượng Sam Tinh Vũ có chút cảnh giác nhìn ông già này, cô ta cảm nhận được một cỗ nguy hiểm nồng đậm từ trên người của ông già đây. Từ Thần cười nói, tôi muốn nhận hai người các cô làm đồ đệ, không biết là hai người các cô có bằng lòng hay không? Nói xong, Từ Thần trực tiếp đưa tay ra. Có hai ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta, sau đó nhanh chóng phác họa ra hai bóng người ở trong lòng bàn tay, nhìn kỹ thì đó chính là hình dạng sơ lược của hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ. Thủ đoạn kiểm soát sức lực này đã đạt đến mức hoàn hảo, thật sự làm cho người khác phải kinh ngạc. Hai người Lương Cung Nhạn Xương và Thượng Sam Tinh Vũ nhìn thấy cảnh này, lập tức ngây người. Chương 873, Tổng bộ Chúng Thần Điện. Ở phía tây nước C, dãy núi Côn Luân kéo dài hàng nghìn dặm, đây được cho là một mảnh đất nguy nga hùng vĩ nhất của nước C.
Từ xưa đến nay, những thần thoại và truyền thuyết liên quan đến núi Côn Luân có rất nhiều, câu chuyện kỳ lạ, cũng đủ loại câu chuyện nhân gian nối tiếp nhau mà xuất hiện, khiến cho vùng núi Côn Luân này vốn dĩ là một nơi ít có người đến, bây giờ lại phủ thêm một tấm màn che bí ẩn. Có không ít người đều tin tưởng Côn Luân là nơi ở của thần tiên, nơi này có sự tồn tại của tiên cung mà người thường không thể tưởng tượng đến, tiên nhân vũ hóa phi thăng đều sẽ đến Côn Luân, đi thẳng lên trên thiên đường, vô cùng huyền diệu. Đương nhiên những cái này chẳng qua chỉ là Côn Luân trong tưởng tượng của mọi người, về phần có phải có thần tiên thật sự hay không thì cũng không có người nào nhìn thấy tận mắt. Tổng bộ chúng thần điện tọa lạc trong dãy núi thần bí khó lường này. Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đi máy bay đến phía tây thành phố, lại ngồi xe sóc nãy đến chân núi Côn Luân, sau đó đi bộ về phía tổng bộ chúng thần điện. Địa hình của dãy núi Côn Luân hiểm trở, người bình thường không có cách nào tùy tiện đi vào được. Nhưng mà đối với Quý Trường Thanh với Lâm Thanh Diện mà nói những thứ này cũng không tính là cái gì cả, hai người bọn họ chỉ dùng nửa ngày là có thể bay qua vài ngọn núi lớn, đến một nơi cách chúng thần điện không xa mà Quý Trường Thanh đã từng nhắc tới. Trên đường đến đây, Quý Trường Thanh cũng đã nói với Lâm Thanh Diện đến báo danh với tổng bộ chúng thần điện trước, tiến hành một vài thủ tục cần thiết, chờ sau khi Lâm Thanh Diện đã có sự hiểu biết nhất định về chúng thần điện rồi thì anh đã có thể lựa chọn ở lại chúng thần điện hay là đi ra ngoài để chấp hành nhiệm vụ. Dưới tình huống bình thường, chúng thần điện cũng không hạn chế sự tự do của thành viên, muốn đi muốn ở đều dựa vào ý nguyện của bản thân. Nhưng mà một khi đã gia nhập chúng thần điện rồi thì gần như đều sẽ có một hiệp ước, mỗi một thành viên của chúng thần điện trước khi gia nhập vào chúng thần điện đều sẽ ký một hiệp ước, lúc chúng thần điện cần bọn họ thì bọn họ nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng thần điện. Sau khi ký phần hiệp ước này rồi mà không muốn tuân thủ theo mệnh lệnh của chúng thần điện, vậy thì sẽ bị cao thủ của chúng thần điện đuổi bắt, cũng sẽ bị trừng phạt tương ứng. Thông thường mà nói chúng thần điện cũng sẽ không yêu cầu thành viên làm cái gì, trừ phi xuất hiện tình huống khẩn cấp hoặc là biến cố lớn. Lúc bình thường thành viên chỉ cần tích lũy được công lao đầy đủ, thời gian còn lại làm cái gì chúng thần điện cũng sẽ không quan tâm. Sau khi Lâm Thanh Diện đã hiểu được quy tắc của chúng thần điện rồi liền dự định đi đến báo danh với tổng bộ chúng thần điện, thuận tiện xem công lao cần phải tích lũy để có được ngưng hồn ngọc, sau đó đi đến kinh đô một chuyến, sau đó liền bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng thần điện. Một mặt là có thể tích lũy kinh nghiệm cho mình, một mặt khác cũng có thể nhanh chóng lấy được khối ngưng hồn ngọc thứ ba vào trong tay theo lời dặn của sư phụ. Đối với quyết định này của Lâm Thanh Diện, Quý Trường Thanh cũng không có ý kiến gì, mặc dù là trong mắt của ông ta Lâm Thanh Diện không khác gì so với những thành viên chúng thần điện khác, ông ta đã gửi gắm hy vọng rất lớn ở trên người của Lâm Thanh Diện. Có điều là bây giờ ông ta cũng không định yêu cầu Lâm Thanh Diện làm cái gì, ít nhất là ông ta cần Lâm Thanh Diện hiểu trước tình hình của chúng thần điện, đồng thời sau khi hiểu bản chất của chúng thần điện thì mới có thể kể cho Lâm Thanh Diện nghe những chuyện mà người khác không có cách nào chạm đến. Để Lâm Thanh Diện làm nhiệm vụ trước một lần, đã có thể để Lâm Thanh Diện có hiểu rõ sâu sắc đối với chúng thần điện, đồng thời cũng có thể tiến hành quan sát tâm tính của Lâm Thanh Diện, xem anh có phải là người mà mình muốn tìm không. Không bao lâu sau hai người bọn họ đến một vùng nội địa của dãy núi Côn Luân, cách rất xa Lâm Thanh Diện đã có thể nhìn thấy được ở bên kia bắt đầu xuất hiện kiến trúc do người tạo ra, thậm chí còn có cửa cổng, có thể nhìn thấy được ở bên kia có không ít người đang tuần tra gần cửa. Mà kiến trúc ở đằng sau cánh cổng san sát nhau, phong cách vô cùng hiện đại, có loại kiến trúc thậm chí còn thông vào trong ngọn núi, dựa vào quy mô của kiến trúc này liền biết được không phải là công trình nhỏ gì. Theo như những gì mà Quý Trường Thanh nói, cái này chỉ là một bộ phận nhỏ của chúng thần điện, toàn bộ dãy núi Côn Luân mấy nơi giống như thế này tổng cộng có 9 nơi, mỗi một nơi đều có chịu trách nhiệm riêng, đảm nhận những nhu cầu khác nhau của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện nhìn nơi này giống như là một căn cứ quân sự bí mật. Trên mặt tràn đầy biểu cảm kinh ngạc, mở miệng nói, tôi không ngờ là chúng thần điện có thể xây dựng một căn cứ khổng lồ như vậy ở trên núi, thật là không thể tưởng tượng được luôn đó, vốn dĩ tôi tưởng rằng các người cũng giống như những môn phái ẩn thế, nơi đặt căn cứ cũng tương đối cổ kính. Quý Trường Thanh cười cười, nói thời đại đang phát triển, chúng tôi đương nhiên cũng phải đuổi theo bước chân của xã hội rồi, nếu như vẫn còn giống như những môn phái ẩn thế đó, ở một cái nơi hoang vu không có người ở. Trên cơ bản là chúng tôi sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả người ngoài, sao có thể biết được những chuyện đã xảy ra ở nước C được chứ? Toàn bộ chúng thần điện này cũng chỉ có ngọn núi này tương đối cổ, dù sao tôi cũng đã hơn 150 tuổi rồi, mấy loại phong cách này đều là những người trẻ tuổi các cậu thích đó. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Quý Trường Thanh cảm thấy có chút đạo lý, chúng thần điện phải thường xuyên nắm bắt tin tức ở bên ngoài, sự hỗ trợ khoa học kỹ thuật đương nhiên sẽ không thiếu.
đợi một lát nữa cậu cứ cầm lấy lệnh bài này trực tiếp đi qua bên kia báo tên là có thể rồi, sẽ có người dẫn cậu đi đến nơi đặc biệt để thông báo một số quy trình, nếu như may mắn thì cậu có thể được gặp một vài người cũng đến trình diện với chúng thần điện. Tôi không thể đi cùng với cậu được, tuy là nói tôi cố ý tìm cậu đến, nhưng mà chắc cậu cũng không muốn được đối xử đặc biệt đâu nhỉ. Về phần những chuyện trước đó tôi đã nói với cậu, cậu có thể suy nghĩ cho thật kỹ, sau này chúng ta có cơ hội bàn lại với nhau. Quý Trường Thanh nhìn Lâm Thanh Diện rồi nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cũng không tiếp tục nói gì nữa, liền đi ra phía trước. Lại qua một hồi nữa, Lâm Thanh Diện còn muốn hỏi thêm Quý Trường Thanh rằng quá trình báo danh cụ thể có cái gì, nhưng mà lúc xoay người lại phát hiện Quý Trường Thanh đã biến mất đằng sau lưng của anh, không biết là đi từ lúc nào. Nhìn dãy núi trống trải ở phía sau, Lâm Thanh Diện cũng lắc đầu cười cười, nghĩ thầm thực lực của ông già này thật là kinh khủng, ông ta đi khỏi mà mình không hề nhận ra. Cũng không biết là điện chủ của chúng thần điện này so sánh với sư phụ của mình người nào lợi hại hơn. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện liền đi đến vị trí cửa, người ở bên trong cũng đã sớm phát hiện ra Lâm Thanh Diện, có điều là cũng không có động tĩnh gì, cứ nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện đi đến bên ngoài cửa. Xin hỏi cậu là ai vậy? Hai người đứng trong cửa nhìn Lâm Thanh Diện, có một người trong số đó mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện nhìn hai người kia, phát hiện thực lực của hai người bọn họ đều là nội kình đại thành, xem ra chúng thần điện này quả nhiên không hề đơn giản, ngay cả người canh cửa mà cũng có thực lực mạnh như vậy, khó trách được gọi là tổ chức lớn nhất của nước C. Lâm Thanh Diện đưa lệnh bài ra vào cho người kia, nói tôi đến đây để báo danh. Người đó nhận lấy lệnh bài ra vào, sau khi nhìn kỹ thì lẩm bẩm nói, lại là một người đến báo danh, ngày hôm nay đúng là náo nhiệt, đây là người thứ 5 trong ngày hôm nay rồi. Nói xong, anh ta lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện, nói, đi theo tôi dẫn cậu vào. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo người kia vào bên trong. Chương 874, nghe người khác kể chuyện của mình. Người đàn ông đó dẫn Lâm Thanh Diện đi đến cửa một tòa nhà nối liền với ngọn núi, xuyên thấu qua cửa kính pha lê có thể nhìn thấy được phòng khách ở bên trong. Ở bên trong có 4 người mặc quần áo khác nhau, tuổi tác không bằng nhau. Tự cậu đi vào đi, 4 người bọn họ cũng đến đây để báo danh đó, chờ một lát nữa sẽ có người tiến hành kiểm tra các người, sau khi kiểm tra phù hợp rồi thì đã có thể chính thức gia nhập vào chúng thần điện. Người kia mở miệng nói. Lâm Thanh Diện giật mình, mở miệng hỏi, còn cần phải thi thố nữa hả? Đó là điều đương nhiên, mặc dù là cậu có thể cầm được lệnh bài ra vào của chúng thần điện cũng đã đủ để chứng minh thực lực của cậu. Nhưng mà chúng tôi cũng không biết được có phải là do người chọn cậu đến đây có xuất hiện tình huống sai lầm hay không. Trước đó đã xảy ra không ít chuyện như thế này, cho nên đối với những người đến đây báo danh thì đều phải tiến hành kiểm tra thực lực. Người kia trả lời lại. Lâm Thanh Diện gật đầu. Tôi nhắc nhở cậu trước, ngày hôm nay người mà kiểm tra các cậu chính là Chu Tước Đại Nhân, tính tình của cô ấy hung dữ nổi tiếng, tốt nhất là cậu đừng có trêu chọc cô ấy, nếu không ngày hôm nay phần kiểm tra này cậu sẽ chịu đủ đó. Người kia mở miệng nói. Lâm Thanh Diện cười cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Người kia không nói cái gì nữa, quay người rời khỏi nơi này, Lâm Thanh Diện cũng đi vào trong đại sảnh. Người dẫn Lâm Thanh Diện đi đến đi không bao xa đột nhiên lại dừng lại, quay người nhìn về phía đại sảnh, nói thầm, không đúng, cái người lúc nãy sao lại còn trẻ như vậy, nhìn cũng khoảng hơn 20 tuổi thôi đúng không? Còn trẻ như vậy mà thực lực mạnh được bao nhiêu, ai chọn cậu ta vào đây vậy? Dựa theo lý thuyết thì nếu như những đại lão chiêu mộ thành viên cho dù có nhìn lầm thì cũng không nên nhìn không ra một tình huống rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là tuyệt thế thiên tài? Suy nghĩ như vậy, người đó vẫn tiếp tục đi về phía trước, dù sao thì anh ta cũng chỉ đứng gác cổng, Lâm Thanh Diện có phải vào bằng quan hệ hay không thì cũng không cần anh ta quản. Trong đại sảnh, 4 người đó đang đứng nói chuyện với nhau. Tuổi tác của 4 người này cũng không tính là nhỏ, một người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Một người già nhất thì khoảng chừng hơn 60 tuổi. Sau khi Lâm Thanh Diện đi vào trong đại sảnh, cảm nhận được 4 người này đều có khí tức của tông sư cảnh. Mặc dù là sức mạnh chênh lệch không đồng nhất, nhưng mà 4 người thật sự chính là cao thủ tông sư cảnh. Người có tuổi tác lớn nhất trong đó, khí tức dường như đã có cảm giác tông sư cảnh đỉnh phong. Xem ra chúng thần điện quả nhiên không hổ là tổ chức đứng đầu ở nước C, chỉ cần là ngày hôm nay đến báo danh đều có nhiều tông sư cảnh cao thủ như vậy. Không biết tất cả lực lượng của chúng thần điện đều tụ họp lại thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Anh chú ý thấy có 3 người trong số 4 người đều rất tôn trọng người lớn tuổi đó, dường như cũng rất tôn kính người lớn tuổi đó. Lâm Thanh Diện vừa mới đi vào trong đại sảnh,
bốn người bọn họ liền nhìn về phía của anh, nhìn thấy Lâm Thanh Diện tuổi tác nhỏ như vậy, ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng lại, người trẻ tuổi xuất hiện ở đây rất có khả năng lớn là đệ tử của cao thủ có thực lực khủng bố của chúng thần điện, là loại người vừa nhìn liền biết là mình không thể trêu chọc vào, có thể trở thành đệ tử của cao thủ chúng thần điện chắc chắn là năng lực cũng sẽ không yếu. Người lớn tuổi nhất trực tiếp chắp tay cười với Lâm Thanh Diện, nói cậu em này, tại hạ là Đỗ Chi Lễ, đến từ nhà họ Đỗ ở đảo Hồng. Nhìn dáng vẻ của cậu em chắc là đệ tử của một vị cao nhân nào đó, không biết là cậu em có thể tiết lộ được hay không, bài kiểm tra một lát nữa chúng ta phải đối mặt là như thế nào. Lâm Thanh Diện nhìn Đỗ Chi Lễ, trong đầu hiện ra hai anh em mình đã gặp lúc đi đến Dược Thần Cốc, hai người bọn họ cũng tự xưng là người nhà họ Đỗ ở đảo Hồng, không biết là Đỗ Chi Lễ này có mối quan hệ như thế nào với hai anh em đó. Ba người xung quanh đều mang theo vẻ mặt niềm nở nhìn Lâm Thanh Diện, hiển nhiên là có ý muốn nịnh bợ. Lâm Thanh Diện nhìn mấy người bọn họ mở miệng, nói, mọi người đã hiểu lầm rồi, tôi đến đây để báo danh, cho nên cũng không biết một lát nữa sẽ kiểm tra cái gì. Đám người Đỗ Chi Lễ nghe thấy lời nói này của Lâm Thanh Diện thì đều sửng sốt, sau đó lại quan sát Lâm Thanh Diện một lần nữa, không ngờ là anh cũng có thể đến đây để báo danh. Chỉ dựa vào tuổi tác của Lâm Thanh Diện mà xem, độ tuổi rất trẻ. Nhưng mà mấy người bọn họ cũng không có ý xem thường, dù sao thì có thể đến chúng thần điện để báo danh, chẳng có mấy người là đơn giản. Hóa ra là cậu cũng đến đây để báo danh à, hân hạnh được gặp cậu, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể gia nhập vào chúng thần điện, chắc chắn là rất có tài, có thể gặp nhau ở đây cũng coi như là chúng ta có duyên phận. Đỗ Chi Lễ nói, mặc dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng của ông ta lại cảm thấy Lâm Thanh Diện dựa vào quan hệ mà đi vào chúng thần điện. Bởi vì dựa vào cảnh giới tông sư cảnh đỉnh phong như ông ta vậy mà lại không nhìn ra được khí tức của Lâm Thanh Diện, chắc là bởi vì thực lực quá thấp. Đỗ Chi Lễ cũng đã trải qua nhiều sóng gió ở đảo Hồng, đối với chuyện có quan hệ đương nhiên rất khéo léo, cho dù trong lòng có suy đoán này thì cũng sẽ không biểu lộ ra bên ngoài. Lâm Thanh Diện chỉ cười cười với ông ta, cũng không nói cái gì nữa. Bọn người Đỗ Chi Lễ nhìn thấy Lâm Thanh Diện không có ý trò chuyện với bọn họ, chỉ lịch sự lên tiếng chào. Sau đó không thèm để ý tới Lâm Thanh Diện. Đối với loại người đến đây bằng cửa sau, bọn họ là người tập võ đương nhiên ở trong lòng sẽ xem thường, người tập võ nói chuyện chính là thực lực phi tôn, cho dù có tìm quan hệ có thể nhận được chút lợi ích thì cũng bị người khác khinh thường. Bọn người Đỗ Chi Lễ đang nói chuyện phiếm với nhau, Lâm Thanh Diện đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện. Từ trong lời nói của Đỗ Chi Lễ, Lâm Thanh Diện xác định được ông già này là ba ruột của hai anh em Đỗ Kiến Vĩ và Đỗ Tiểu Muội mà lúc trước anh đã gặp ở Dược Thần Cốc, bởi vì chuyện mà lúc này Đỗ Chi Lễ đang kể chính là chuyện đã xảy ra ở trong Dược Thần Cốc. Theo như con trai tôi đã nói, cao thủ đó tên là Lâm Thanh Diện, một mình chiến đấu với đông đảo tông sư của Dược Thần Cốc, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng dùng một chiêu mạnh mẽ mà kỳ diệu, một trường tung ra. Vậy mà lại xuất hiện một bàn tay ảo ảnh rất to trực tiếp đánh bại một đám người tông sư của Dược Thần Cốc, loại thực lực này đã không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Mà tuổi tác của cậu Lâm Thanh Diện này cũng không chênh lệch nhiều so với con trai của tôi đâu, đây mới chính là thiên tài vô địch của đời thường. Đỗ Chi Lễ vô cùng hưng phấn kể lại, cứ làm như mình tự nhìn thấy. Ba người xung quanh cũng đều tấm tắc lấy làm lạ, không ngờ trên đời này còn có người lợi hại như vậy. Lâm Thanh Diện vừa nghe những người này bàn tán về mình, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà cũng không nói cái gì, chỉ là đứng ở một bên lộ ra vẻ mỉm cười. Đỗ Chi Lễ chú ý đến Lâm Thanh Diện đang nghe ông ta kể chuyện Lâm Thanh Diện, nhưng mà nghe xong trên mặt lại lộ ra nụ cười khinh miệt, cái này làm cho Đỗ Chi Lễ cảm thấy rằng Lâm Thanh Diện chính là một thằng oát con ngông cuồng không có học thức, nếu như không phải nghĩ đến đối phương chắc có lẽ có bối cảnh ở chúng thần điện thì ông ta chắc chắn sẽ nói vài lời dạy dỗ. Trôi qua không bao lâu, một tiếng giày cao gót vang lên, tiếp theo đó đám người nhìn thấy một người phụ nữ có vóc người cao gầy, trên người mặc quần áo màu đen bó sát, mái tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, đi cùng với mấy người đàn ông bước vào trong đại sảnh. Chương 875, Chu Tước. Người phụ nữ đó quét mắt nhìn mấy người ở trong đại sảnh, lúc ánh mắt dừng ở trên người của Lâm Thanh Diện thì cũng hơi kinh ngạc, dường như là cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện còn hơi trẻ. Nhưng mà cô ta cũng không để ý giống như bọn người Đỗ Chi Lễ, chỉ là nhìn Lâm Thanh Diện một chút rồi sau đó di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Dù sao thì ở chúng thần điện, những người có tài năng tuyệt phẩm cũng không phải là ít, giống như là người phụ nữ này cũng được tính là một ví dụ. Lâm Thanh Diện cũng nhìn người phụ nữ này,
nhớ đến người này chính là Chu Tước đại nhân mà lúc đó người kia đã nói, cảm nhận khí thế trên người của cô ta, lông mày cũng hơi nhướng lên, thực lực của người này vậy mà lại là cảnh giới tông sư cảnh đỉnh phong. Mà cô ta trông có vẻ chỉ mới 28-29 tuổi, loại thiên phú này giống như được so sánh với Bạch Kiếm thì cũng không kém là bao nhiêu. Lâm Thanh Diện cũng không biết là người phụ nữ được gọi là Chu Tước thật ra cũng đã hơn 30 tuổi rồi, chẳng qua là bảo dưỡng làn da tương đối tốt cho nên nhìn cô ta cũng khoảng 28-29 tuổi. Mấy người bọn họ cũng đều cảm nhận được khí thế ở trên người của Chu Tước, biết đối phương không dễ trêu chọc, trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm cung kính. Mấy người các người chính là những người đến báo danh lần này đó à? Chu Tước nhìn bọn người Đỗ Chi Lễ rồi hỏi một câu. Đỗ Chi Lễ vội vàng chắp tay với Chu Tước, nói, đúng vậy. Lời đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Tước, là người phụ trách cuộc kiểm tra lần này của các người, một lát nữa tôi kêu các người làm cái gì thì các người cứ làm cái đó, đừng nói nhảm với tôi, nếu không thì cũng đừng trách tôi không khách khí, có nghe được chưa? Giọng điệu của Chu Tước mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Mấy người bọn họ đều vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ chút nào, trong chúng thần điện không thể so sánh với bên ngoài được. Ở bên ngoài thì bọn họ chính là đại sư người người kính ngưỡng, nhưng mà ở trong chúng thần điện thì bọn họ cũng chỉ là thành viên bình thường đến độ không thể bình thường hơn nữa. Đây là nơi cao thủ tụ tập, thiên tài đông đảo, chút thực lực ấy của bọn họ ở chỗ này căn bản cũng không đủ làm oai. Chu Tước nói xong liền dẫn đám người đi vào bên trong, tất cả mọi người đều không dám do dự, vội vàng đi theo. Lâm Thanh Diện cũng đi theo sau, không biết là chúng thần điện sẽ sắp xếp bài kiểm tra cho bọn họ như thế nào đây. Nhưng mà chắc cũng không phức tạp gì đâu, dù sao cũng chỉ là chứng minh thực lực của bản thân thôi mà, không cần thiết phải làm quá rườm rà. Càng đi vào bên trong, Lâm Thanh Diện liền cảm giác nhiệt độ quanh người đang dần dần giảm xuống, nếu như đoán không sai thì bây giờ bọn họ đang đi vào trong ngọn núi, chúng thần điện có thể đào khoét cả ngọn núi để xây dựng được như thế này cũng coi như có bản lĩnh rất lớn. Rất nhanh, đám người liền đi đến một nơi trông giống như là phòng huấn luyện, diện tích ở bên trong rất lớn. Ở chính giữa là một võ đài vô cùng lớn, lúc này ở trong phòng có 5 cao thủ của chúng thần điện mặc quần áo đen đứng chờ đợi. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ một chút, phát hiện 5 người bọn họ đều là cao thủ tông sư cảnh. Bài kiểm tra của các người rất đơn giản, một lát nữa các người lần lượt bước lên võ đài, sẽ có người lên đó luận chiêu với các người, chỉ cần các người có thể giao thủ trăm chiêu với bọn họ thì coi như bài kiểm tra của các người đã đạt. Qua bài kiểm tra này, các người coi như đã có thể chính thức gia nhập vào chúng thần điện. Nếu như kiểm tra thất bại thì cút sớm đi có nghe rõ chưa? Chu Tước dừng lại, nói một câu với bọn họ. 5 người đều gật đầu. Kiểm tra bắt đầu, ai lên trước? Chu Tước nói tiếp. Đỗ Chi Lễ cười cười, nói, vậy để lão phu lên trận đầu tiên. Nói xong Đỗ Chi Lễ liền đi về phía võ đài, nhảy lên trên. Một vị cao thủ trong số 5 người đang đứng ở bên kia cũng đi đến, nhảy lên võ đài. Cuộc chiến của hai người được bắt đầu rất nhanh. Thực lực của Đỗ Chi Lễ đã gần với tông sư cảnh đỉnh phong, đương nhiên không thể xem thường được. Vị cao thủ chúng thần điện ở trước mặt của ông ta cũng phải chật vật, lúc hai người giao thủ với nhau được 100 chiêu, vị cao thủ của chúng thần điện đã hơi chống đỡ không nổi rồi. Sau khi hai người chắp tay chào nhau thì đều bước xuống võ đài. Chu Tước mang theo vẻ mặt thưởng thức nhìn Đỗ Chi Lễ, mở miệng gói, nhà họ Đỗ ở đảo Hồng quả thật là một thế gia không tệ, có thể có cao thủ như ông Đỗ đây cũng rất hiếm có. Đỗ Chi Lễ lập tức có chút đắc ý chắp tay với Chu Tước, mở miệng nói, Chu Tước đại nhân quá khen rồi. Chu Tước cũng không tiếp tục nói cái gì nữa, nhìn 4 người còn lại, mở miệng nói, người kế tiếp. Lúc này lại có một người đi lên trên võ đài giao thủ với cao thủ chúng thần điện. Lâm Thanh Diện đứng cùng với đám người có vẻ hơi không hợp nhau, đối với bài kiểm tra này, căn bản anh cũng không đặt ở trong lòng, trong đầu anh đang suy nghĩ xem chúng thần điện sẽ có nhiệm vụ như thế nào. Chu Tước nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện, nhìn thấy người trẻ tuổi này cũng chỉ có bộ dạng bình thường, không phải giống như thiên tài, trong lòng hơi hoài nghi rốt cuộc anh vào đây bằng cách nào. Ở chúng thần điện đúng là có không ít người dựa vào quan hệ mà vào đây, dù sao thì nơi này ngoại trừ những cao thủ đó còn cần có nhân viên công tác làm công việc thường ngày, có thể làm việc ở trong chúng thần điện, vậy là đã có cơ hội nhiều hơn với rất nhiều người, cho nên có khá là nhiều người sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để vào chúng thần điện. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thanh Diện cũng tầm thường, Chu Tước lập tức cho rằng Lâm Thanh Diện dựa vào quan hệ mới vào đây. Nếu như người khác gặp phải thì có lẽ cũng nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua, dù sao cũng là người do người của chúng thần điện dẫn vào,
thân phận chắc chắn không tầm thường, không ai muốn tự tìm phiền toái cho mình. Nhưng mà Chu Tước cũng không phải là như vậy, từ trước đến nay người phụ nữ này nghiêm túc có tiếng, hơn nữa vô cùng xem thường những người vào đây bằng quan hệ, người nào mà bị cô ta gặp phải liền cảm thấy không có khả năng ở lại chúng thần điện, cho nên mọi người dẫn người vào chúng thần điện cũng đều tránh Chu Tước. Hôm nay những người ở đây đúng là đều dựa vào bản lĩnh chân chính của mình mà đến, không có người nào trà trộn vào đây. Chỉ có điều là Lâm Thanh Diện còn quá trẻ, lại ăn mặc khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy chỉ là một người bình thường, cho nên mới bị Chu Tước xem như là người dựa vào quan hệ mà vào đây. Suy nghĩ của cô ta và suy nghĩ của Đỗ Chi Lễ trên cơ bản là giống nhau. Nhìn Lâm Thanh Diện một lúc, sau đó Chu Tước đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, này, giày của tôi dơ rồi, cậu lau cho tôi đi. Lâm Thanh Diện lấy lại tinh thần, nhìn Chu Tước, trên mặt hơi thắc mắc một chút. Không ngờ đến người phụ nữ này lại kêu mình lau giày cho cô ta. Thật ngại quá, giày của cô dơ rồi thì cô tự mình lau đi, tôi đến đây không phải để làm người giúp việc. Lâm Thanh Diện trả lời. Chu Tước lập tức cảm thấy hứng thú, cô ta cũng chỉ muốn thăm dò Lâm Thanh Diện một chút, nếu như anh thật sự dựa vào quan hệ mà vào đây thì chắc chắn sẽ vô cùng nghe lời mình, vậy thì mình cũng có thể trêu đùa anh một phen. Lại không ngờ rằng Lâm Thanh Diện trả lời như vậy. Ha ha. Vậy cậu có biết là nếu như không nghe lời tôi thì coi như là cậu không thể bước vào chúng thần điện. Chu Tước nói. Lâm Thanh Diện nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ đang cố ý gây phiền phức cho mình. Sao vậy, chúng thần điện cũng đã đi xuống bởi vì loại người dựa vào quyền lợi giống như cô đó à? Lâm Thanh Diện cũng hỏi ngược lại một câu. Chu Tước lập tức mở to hai mắt mà nhìn, vốn dĩ cô ta muốn ra oai với Lâm Thanh Diện, lại không ngờ rằng mình bị Lâm Thanh Diện nói là lấy quyền ra để đe dọa. Cái này làm cho trong lòng của cô ta lập tức sinh ra một ngọn lửa giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 876, mấy người cầu xin tôi đến. Tên nhóc, cậu biết mình đang nói chuyện với ai không? Sao tôi lại thành đặc quyền? Chẳng lẽ cậu có tư cách nói lời này với tôi sao? Chu Tước hướng về phía Lâm Thanh Diện hô một câu. Lâm Thanh Diện bĩu môi nói, thế nào, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Tôi không lau giày cho cô thì cô không cho tôi vào chúng thần điện, cô cầm quyền lực trong tay thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, đây không gọi là đặc quyền sao? Chu Tước nghe xong thì lập tức nổi trận lôi đình, cô ta chỉ muốn thử Lâm Thanh Diện mà thôi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại đội lên đầu cô ta tội danh lớn như thế, cô ta tức giận nắm chặt tay lại. Tên khốn nạn này, tôi là... Hừ, không nghĩ tới cậu lại có thể ngụy biện như thế, đúng là xem thường cậu rồi. Chu Tước vốn muốn nói suy nghĩ của mình ra nhưng lại nhanh chóng sửa lại. Tôi không phải là ngụy biện, chỉ nói sự thật mà thôi. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng. Mấy người Đỗ Chi Lễ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện dám nói chuyện với Chu Tước như vậy đúng là tự tìm đường chết. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, tôi hỏi cậu, vì sao cậu lấy được thẻ vào chúng thần điện của chúng tôi? Cậu đã trải qua bài kiểm tra gì? Lâm Thanh Diện nghe Chu Tước hỏi thì lập tức sửng sốt, Quý Trường Thanh đưa thẻ ra vào cho anh, nếu nói kiểm tra thì thật sự không kiểm tra gì cả, dù sao coi như Quý Trường Thanh chủ động cầu xin anh gia nhập chúng thần điện. Không có kiểm tra gì cả, một ông già đã đưa cho tôi. Lâm Thanh Diện trả lời. Chu Tước giống như nắm được điểm yếu của Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, mở miệng nói, không nghĩ tới tôi thật sự đoán đúng rồi. Tôi nói một tên bình thường không có gì lạ như cậu thì sao có thể vào chúng thần điện của chúng tôi được, cậu dựa vào quan hệ mà còn dám lên mặt nói tôi đặc quyền. Vừa rồi tôi chỉ thử cậu mà thôi. Không nghĩ tới cậu không chỉ dựa vào quan hệ để gia nhập mà còn tự cho là đúng, thật là buồn cười. Hôm nay có tôi ở đây, cho dù cậu có quan hệ với cao thủ nào trong chúng thần điện thì tôi cũng tuyệt đối không thể cho cậu gia nhập vào chúng thần điện. Lâm Thanh Diện có chút cạn lời nhìn Chu Tước. Không nghĩ tới cô ta lại cho rằng anh dựa vào quan hệ để gia nhập. Rõ ràng chúng thần điện của mấy người cầu xin tôi đến, sao tôi lại thành dựa vào quan hệ để gia nhập? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Chu Tước nghe Lâm Thanh Diện nói xong thì cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói về thực lực của chúng thần điện sao? Vì sao chúng tôi phải cầu xin một tên tầm thường không có gì như cậu gia nhập chúng thần điện chứ? Cho dù cậu nói mạnh miệng thì cũng phải suy nghĩ một chút. Lời nói của Lâm Thanh Diện cũng chọc cười đám người Đỗ Chi Lễ, mặc dù chúng thần điện mời bọn họ gia nhập, nhưng cũng phải trải qua bài kiểm tra tầng tầng lớp lớp mới có tư cách vào chỗ này, nếu nói chúng thần điện cầu xin người khác gia nhập thì đúng là chuyện cười. Người anh em,
cậu đừng ở đây đối đầu với đại nhân Chu Tước nữa, mau nói xin lỗi đi, nếu không thì cậu cũng không có chỗ tốt. Đỗ Chi Lễ nhìn Lâm Thanh Diện nói một câu. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng nói, nếu ông không tin thì có thể hỏi điện chủ của mấy người, tôi không rảnh rỗi nói đùa chuyện này đâu. Chu Tước vẫn không tin, hơn nữa tên nhóc này còn muốn cô ta đi tìm điện chủ, đúng là vô căn cứ, điện chủ là người có thể muốn gặp là gặp sao. Tôi không quan tâm cậu có nói đùa hay không, nếu cậu xác định mình được mời tới thì tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cậu có năng lực gì dám nói như vậy, lát nữa cậu có dám đánh một trận với tôi trên lôi đài hay không. Lâm Thanh Diện bĩu môi nói, có gì mà không dám. Người của chúng thần điện coi thường mình, nếu không phải anh vẫn chưa lấy được ngưng hồn ngọc thì hiện tại Lâm Thanh Diện đã sớm quay người đi. Nhưng nếu Chu Tước nói đánh một trận trên lôi đài thì Lâm Thanh Diện sẽ không để ý, đến lúc đó Chu Tước sẽ biết có phải anh dựa vào quan hệ hay không. Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện đồng ý thì có chút nóng lòng muốn thử, cô ta không quen nhìn loại người không có năng lực này lại còn lên mặt chèn ép người khác. Nếu Lâm Thanh Diện dám đồng ý lên lôi đài đánh với cô ta một trận thì cô ta sẽ xử lý Lâm Thanh Diện thật tốt. Đám người Đỗ Chi Lễ thấy Lâm Thanh Diện cũng dám đồng ý khiêu chiến với Chu Tước, đúng là không biết tốt xấu. Tên nhóc này thật là không biết trời cao đất dày, ngay cả tôi cũng chưa chắc thắng được thực lực của Chu Tước thì cậu ta chỉ là một tên nhóc tầm thường, sao có thể có tư cách đánh nhau với Chu Tước, chỉ là muốn tìm đường chết. Đỗ Chi Lễ nói thầm một câu ở trong lòng. Không bao lâu, người trên lôi đài hoàn thành bài kiểm tra, sau đó nhảy xuống lôi đài. Chu Tước đi về phía lôi đài còn liếc Lâm Thanh Diện một cái. Lâm Thanh Diện cũng không do dự, đi theo về phía lôi đài. Đỗ Chi Lễ nhìn hai người lên lôi đài thì trong miệng cũng phát ra tiếng khinh thường Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, không thể hiểu được lá gan của tên nhóc này thật là lớn, dám trêu chọc đại nhân Chu Tước, hôm nay cậu cũng chỉ có thể nhận lấy xui xẻo. Gia chủ Đỗ, rốt cuộc đại nhân Chu Tước có địa vị gì, tôi có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người cô ta, hơn nữa cô ta còn là phụ nữ, vì thế tôi cảm thấy không bình thường. Một người bên cạnh mở miệng hỏi một câu. Nghe đồn chúng thần điện có Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước là bốn cao thủ lớn, thực lực của bốn cao thủ này đã đạt tới mức độ người thường không thể nào làm được, mà Chu Tước có tuổi nhỏ nhất cũng có thực lực yếu nhất trong bốn người kia. Đừng thấy cô ta có thực lực yếu nhất trong cao thủ lớn, nhưng cô ta chỉ hơn 30 tuổi lại là thiên tài đứng đầu đứng thứ hai chúng thần điện, hiện tại thực lực của cô ta đạt tới tông sư đỉnh phong, có lẽ cách cảnh giới tiếp theo cũng chỉ còn một bước. Tuy rằng tôi cũng miễn cưỡng gọi là tông sư đỉnh phong, nhưng nói tôi và Chu Tước đánh nhau thì tôi có thể tỷ lệ thắng cô ta không vượt quá 30%. Đỗ Chi Lễ giải thích cho mọi người một số chuyện liên quan đến bốn cao thủ của chúng thần điện. Ba người kia nghe Đỗ Chi Lễ nói xong thì trên mặt lập tức tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được cô gái còn trẻ tuổi ở trước mặt bọn họ lại lợi hại như vậy. Xem ra tên nhóc kia đúng là xui xẻo. Mấy người có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Trên lôi đài Lâm Thanh Diện và Chu Tước đứng đối mặt nhau, Chu Tước hoàn toàn không đặt Lâm Thanh Diện vào mắt, cho rằng mình tùy tiện dùng mấy chiêu là có thể đánh gục đối phương. Đương nhiên trong lòng Lâm Thanh Diện cũng nghĩ giống như Chu Tước, anh có thể tùy tiện dùng mấy chiêu cũng có thể đánh bại Chu Tước. Tên nhóc, nếu hôm nay cậu có thể đỡ được 10 chiêu của tôi thì tôi phá lệ cho cậu gia nhập chúng thần điện, nhưng nếu cậu không đỡ được thì nhân lúc còn sớm cút đi cho tôi. Chu Tước lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện giơ ba ngón tay trước mặt Chu Tước. Ba chiêu, nếu cô còn đứng ở trên đài thì tôi sẽ tự rời đi. Chương 877, cậu không biết xấu hổ. Chu Tước nhìn Lâm Thanh Diện giơ ba ngón tay tay thì trên mặt lập tức lộ vẻ khinh thường, mở miệng nói, lần đầu tiên tôi gặp người mạnh miệng như thế, tôi tự nhận mình là một thiên tài, cũng không dám nói ba chiêu là có thể đánh bại cao thủ ngang tầm trình độ của mình, mà cậu chỉ là tên nhóc hơn 20 tuổi cũng dám nói ra câu này. Tôi thật sự muốn xem cậu lấy sự tự tin ở đâu. Cô ta nói xong thì khí thế tông sư đỉnh phong trên người cô ta lập tức bùng nổ, làm cho tất cả mọi người ở đó chấn động. Mấy người Đỗ Chi Lễ cũng coi thường Lâm Thanh Diện, cảm thấy đàn em Lâm Thanh Diện cũng không thể nào dùng ba chiêu đánh bại Chu Tước được. Trừ khi anh là cao thủ hóa cảnh. Mà ở tuổi Lâm Thanh Diện có thể đạt tới nửa bước hóa cảnh thì có thể nói là vô lý, bọn họ không cho rằng Lâm Thanh Diện là cao thủ nửa bước hóa cảnh. Tên nhóc này thật là tùy tiện, chọc giận một tông sư đỉnh phong cũng không phải là chuyện tốt. Tự tạo nghiệt thôi, lúc này tên nhóc này chịu thua thì không có chuyện gì, không nghĩ tới cậu ta cứ muốn đối đầu với đại nhân Chu Tước, vậy thì hay rồi, không chỉ không vào được chúng thần điện, coi chừng ném cả mạng nhỏ đi. Không lẽ tên nhóc này thấy người phụ trách kiểm tra là phụ nữ,
cho nên trong lòng cậy mạnh mới tạo ra tình huống này. Hừ, tuổi trẻ nhiệt huyết là tốt, nhưng cũng phải có giới hạn, đại nhân Chu Tước đúng là người đẹp hiếm có, nhưng cũng không phải giống như cậu ta nghĩ, chỉ có thể nói cậu ta tự làm tự chịu thôi. Lâm Thanh Diện cảm nhận được khí thế trên người Chu Tước thì lộ vẻ tán thưởng, ở trong tông sư đỉnh phong thì thực lực của cô ta là mấy người đứng đầu. Chẳng qua, tông sư đỉnh phong lợi hại thế nào thì ở trong mắt Lâm Thanh Diện đã đạt đến nửa bước hóa cảnh cũng không là gì cả. Tên nhóc, cho cậu nếm thử sự lợi hại của tôi. Chu Tước nói với Lâm Thanh Diện, sau đó bay về phía Lâm Thanh Diện. Trước khi Chu Tước bay tới trước mặt Lâm Thanh Diện thì anh đã đẩy một trưởng về phía trước, một ảo ảnh nhàn nhạt xuất hiện trong không trung, mang theo sức mạnh làm cho Chu Tước dừng lại. Cái gì, tên nhóc này lại có thể tạo ra ảo ảnh? Mấy người Đỗ Chi Lễ ở bên cạnh lôi đài quan sát thì mở to hai mắt nhìn. Bởi vì ảo ảnh này xuất hiện cũng làm cho Chu Tước ngây người tại chỗ. Lâm Thanh Diện dùng trưởng này cũng không tốn nhiều sức lực, chỉ muốn làm cho Chu Tước dừng lại mà thôi. Anh nhìn thấy Chu Tước dừng lại thì nhanh chóng bay tới trước mặt Chu Tước cười nói, lúc này cô ngây người cũng không phải là quyết định sáng suốt. Anh nói xong thì giơ tay đập vào cổ của Chu Tước một cái, cả người Chu Tước lập tức mềm nhũn. Lâm Thanh Diện đưa tay nắm lấy một cánh tay của cô ta, tay kia ôm đùi cô ta, sau đó nâng cả người cô ta lên đi về phía mép lôi đài. Chu Tước lập tức phản kháng, nhưng cô ta ở trong tay Lâm Thanh Diện không có sức lực, nhất là một tay Lâm Thanh Diện ôm lấy đùi cô ta, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn chưa có ai sờ đùi cô ta, hiện tại Lâm Thanh Diện ôm lấy làm cho cô ta vừa xấu hổ vừa bực bội, lại không thể làm gì. Tên khốn nạn, cậu mau buông tôi ra, Chu Tước lớn tiếng nói. Lâm Thanh Diện không hề dao động, anh đi đến mép lôi đài, sau đó buông lỏng tay ra ném cô ta xuống dưới. Nhiều năm như vậy Chu Tước chưa từng ngã đau như thế, hiện tại Lâm Thanh Diện ném cô ta xuống, cô ta không có đề phòng ngã xuống đất, bản năng kêu lên một tiếng. Mấy người Đỗ Chi Lễ trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng ném Chu Tước xuống lôi đài mà không phải đánh tiếp, chuyện này làm cho bọn họ có chút không tin được. Chu Tước cũng tràn đầy u oán nhìn Lâm Thanh Diện trên lôi đài. Tuy rằng cô ta đã hơn 30 tuổi, nhưng tất cả mọi người trong chúng thần điện đều nhường cô ta, chưa từng có ai dám thô lỗ với cô ta như thế. Hiện tại tôi có thể gia nhập chúng thần điện được chưa? Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Chu Tước mở miệng hỏi một câu, không hề thương hương tiếc ngọc. Chu Tước căm giận nhìn Lâm Thanh Diện, tuy rằng cô ta vô cùng tức giận với hành động Lâm Thanh Diện ném cô ta xuống đài, nhưng lúc đó Lâm Thanh Diện thi triển trưởng kia làm cho cô ta khiếp sợ. Nếu Lâm Thanh Diện thật sự đạt được nửa bước hóa cảnh ở tuổi này thì anh nói mình được mời gia nhập cũng không phải không có khả năng. Dù sao tôi cũng là người bề trên, cậu đánh bay tôi ra ngoài thì tôi cũng sẽ không nói gì, nhưng cậu lại ném tôi xuống dưới, chẳng lẽ cậu cố ý muốn sỉ nhục tôi sao? Chu Tước không trả lời vấn đề của Lâm Thanh Diện, hỏi anh một câu. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta trả lời nói, thật ngại quá, tôi chỉ muốn dùng đủ ba chiêu, cũng không hề có ý sỉ nhục cô. Chu Tước bản năng sờ đùi Lâm Thanh Diện vừa ôm lấy, phải biết rằng cô ta đã hơn 30 tuổi nhưng chưa có tên nhóc nào dám ném cô ta xuống như vậy, thật sự mất mặt muốn chết. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, Lâm Thanh Diện lại hỏi. Chu Tước đứng lên từ dưới đất, vô cùng khó chịu nhìn Lâm Thanh Diện, tuy rằng cô ta rất muốn đuổi tên nhóc này đi, nhưng thực lực của Lâm Thanh Diện đã chứng minh tất cả, nếu cô ta đuổi nhân tài này đi, sợ là điện chủ sẽ ăn sống cô ta. Thực lực của cậu đã đạt đến hóa cảnh rồi sao? Chu Tước mở miệng hỏi. Vẫn chưa, nửa bước hóa cảnh mà thôi. Lâm Thanh Diện nhàn nhạt trả lời. Chu Tước cũng không hề buông lỏng, nửa bước hóa cảnh cũng tương đương khủng bố rồi. Hừ, coi như thiên phú của cậu không tệ, hôm nay tôi sẽ không so đo với cậu, nhưng tôi sẽ không quên chuyện cậu ném tôi xuống đài, sau này tôi chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ. Chu Tước mở miệng. Lâm Thanh Diện có chút khó hiểu nhìn cô gái này. Nhưng anh chỉ ném cô ta từ xuống đài mà thôi, năng lực của cô ta vốn không bằng người khác, cô ta còn muốn tìm mình tính sổ, đúng là không thể nói lý lẽ. Tôi nói dùng ba chiêu làm cho cô xuống đài, thật sự chỉ dùng ba chiêu, chỉ có thể trách năng lực của cô không bằng người khác, vì sao cô còn muốn tìm tôi tính sổ? Chẳng lẽ cô không giữ lời như vậy sao? Lâm Thanh Diện mở miệng. Không biết vì sao Chu Tước cảm giác người này là khắc tinh của mình, cô ta vốn có thể chiếm vị trí chủ động trong bất cứ chuyện gì. Hiện tại Lâm Thanh Diện lại cầm mũi dắt cô ta đi. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Chu Tước nhìn về phía Lâm Thanh Diện nói một câu. Tôi không biết xấu hổ chỗ nào. Nói chuyện phải có bằng chứng, cô vu khống như thế, ngược lại cô giống như người đàn bà đanh đá.
Lâm Thanh Diện mở miệng. Chu Tước khó thở, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, sau đó cô ta chỉ vào mũi Lâm Thanh Diện mở miệng nói, cậu sờ đùi tôi, cậu có không biết xấu hổ là gì không? Chương 878, tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của cô. Lâm Thanh Diện có hơi sững người nhìn Chu Tước, sau đó cúi đầu nhìn đôi chân tinh tế đó của Chu Tước, bỗng cảm thấy có hơi ngại ngùng. Anh ta vừa rồi vì phong bế lực lượng trong cơ thể của Chu Tước, cần phải bóp vào một huyệt vị ở chân, căn bản không có suy nghĩ đến vấn đề đây là chân của một cô gái. Cũng khó trách lúc này mặt mày Chu Tước vừa thẹn vừa tức, thì ra cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi. Nhưng chuyện trong lúc chiến đấu, ai lại đi suy nghĩ mấy thứ này, nếu như đối thủ là kẻ địch của mình, lẽ nào còn có thể yêu cầu đối phương khi ra tay không được chiếm tiện nghi của mình sao? Mấy người Đỗ Chi Lễ cũng đều không ngờ Chu Tước để ý lại là chuyện này, chỉ có điều bây giờ bọn họ đều đã không dám tùy tiện nói gì nữa, Lâm Thanh Diện vừa rồi thi triển thực lực, đã trấn nhiếp bọn họ. Xin lỗi, vừa rồi trong lúc chiến đấu tôi không có chú ý đến vấn đề này. Lâm Thanh Diện nói xin lỗi với Chu Tước. Chu Tước vẫn tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, phẫn nộ nói, hừ, tôi thấy cậu chính là cố ý, nói cho cậu biết, tuổi của tôi còn lớn hơn cậu vài tuổi đó. Cậu vậy mà dám cố tình chiếm tiện nghi của tôi, cậu đây là không tôn kính tiền bối, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Đừng tưởng thực lực của cậu mạnh thì tôi sẽ mở một mắt lưới cho cậu tâm thuật bất chính, thực lực có mạnh cũng không có tác dụng. Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng của Chu Tước, cảm thấy cô ta cũng chỉ lớn lên mình 5-6 tuổi, vậy mà nói mình không tôn trọng tiền bối, thật sự có hơi vô lý làm loạn. Hơn nữa anh trước nay cho rằng mình hành sự đường hoàng, sao có thể là người tâm thuật bất chính. Rõ ràng là cô ta nghĩ nhiều rồi. Cô khả năng đã hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có ý chiếm tiện nghi của cô, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tôi đều không có chú ý đến dung mạo của cô, ở trong mắt tôi, cô chỉ là một người phụ trách khảo thí thôi, tôi sao lại muốn chiếm tiện nghi của cô chứ? Lâm Thanh Diện mở miệng. Chu Tước lập tức trợn mắt, cứ cảm thấy Lâm Thanh Diện nói lời này có ý tứ là nói cô ta, anh căn bản không có xem mình là một người phụ nữ mà đối đãi. Loại lời này đối với một người phụ nữ mà nói, không nghi ngờ là sỉ nhục lớn nhất. Lâm Thanh Diện chiếm tiện nghi của Chu Tước, trong lòng Chu Tước tự nhiên vô cùng tức tối, nhưng Lâm Thanh Diện nói anh thật ra không có chú ý đến dung mạo của Chu Tước, điều này há không phải đang mỉa mai bản thân Chu Tước tự luyến sao? Cô ta cắn răng nhìn Lâm Thanh Diện, thật sự cảm thấy mình đụng phải khắc tinh cả đời này đều chưa từng gặp được. Tuy đối phương thực lực mạnh mẽ, bản thân căn bản không phải đối thủ của anh. Hơn nữa loại thiên tài chắc tuyệt này, bản thân căn bản không thể đuổi anh đi được, cho nên cuối cùng phải đưa kết luận, chỉ có thể nhẫn nhịn. Coi như cậu giỏi, có điều cậu đừng tưởng chuyện này cứ thế là xong, cho dù cậu là thiên tài tuyệt đỉnh, sau khi vào chúng thần điện, tôi cũng vẫn là cấp trên của cậu đừng để tôi nắm được cơ hội, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu đẹp mặt. Chu Tước hằn học nói một câu với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nhún vai, bày tỏ chả sao cả. Chu Tước nhìn sang mấy người Đỗ Chi Lễ, quát mấy người còn ngây ra đó làm gì, ai lên đây? Ba người Đỗ Chi Lễ đều bị thái độ của Chu Tước dọa giật mình, đều không dám chậm trễ, một người vội vàng xông lên lôi đài. Sau đó hai người còn lại bèn tiến hành khảo hạch trong ánh mắt tràn ngập lửa giận của Chu Tước, hai người đều có chút run rẩy, sợ Chu Tước tức giận trực tiếp đuổi bọn họ ra. May mà hai người đều có thực lực thật, đều là cao thủ tông sư cảnh thật sự. Cho nên cuối cùng không có xảy ra sơ suất gì. Năm người sau khi khảo hạch xong, Chu Tước bèn dẫn bọn họ tiếp tục đi vào trong núi. Đỗ Chi Lễ rất tò mò thân phận của Lâm Thanh Diện, bèn đi sát bên cạnh Lâm Thanh Diện, mở miệng hỏi, người anh em, thực lực của cậu chắc tuyệt như vậy, thật sự vạn năm khó gặp, không biết người anh em tên họ là gì. Lâm Thanh Diện liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt nói, Lâm Thanh Diện. Đỗ Chi Lễ sau khi nghe thấy cái tên này biểu cảm bỗng sửng sốt. Lúc đó tuy ông ta cũng có chút suy đoán, nhưng không dám chắc chắn, dù sao cho dù Lâm Thanh Diện ở Dược Thần Cốc thi triển thực lực, cũng không có đạt đến trình độ hóa cảnh, mà người thành niên trước mắt này chính là có thực lực đánh ngang cơ với nửa bước hóa cảnh. Bây giờ nghe thấy Lâm Thanh Diện tự nói ra tên của mình, trong lòng Đỗ Chi Lễ vẫn rất kinh ngạc. Lẽ nào cậu chính là thiên tài tuyệt thế dùng sức mình người đối kháng mười mấy vị tông sư ở trong Dược Thần Cốc sao? Đỗ Chi Lễ mở miệng. Lâm Thanh Diện không có phủ nhận. Gật đầu. Đỗ Chi Lễ bỗng có chút hưng phấn, mau chóng làm thân với Lâm Thanh Diện, thật là duyên phận, ban đầu con trai và con gái của tôi cũng ở trong Dược Thần Cốc, con trai của tôi là Đỗ Kiến Vĩ, con gái là Đỗ Tiểu Muội, theo như chúng nói, bọn nó cùng người anh em đến Dược Thần Cốc,
không biết người anh em còn có ấn tượng không? Có chút ấn tượng, Lâm Thanh Diện trả lời. Đỗ Chi Lễ bỗng cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Thanh Diện kéo gần hơn, có thể bắt quan hệ với một vị thiên tài yêu nghiệt này, tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Ba người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn Đỗ Chi Lễ, rõ ràng cũng đều muốn làm quen với Lâm Thanh Diện. Ban đầu khi xảy ra chuyện ở Dược Thần Cốc, thực lực của người anh em chắc vẫn là tông sư cảnh đỉnh phong nhỉ. Không ngờ mấy tháng sau, thực lực của người anh em đã đạt đến nước bước hóa cảnh, thật sự khiến người ta kinh thán. Đỗ Chi Lễ lại nói một câu. Lần này không chỉ có mấy người Đỗ Chi Lễ khâm phục Lâm Thanh Diện, ngay cả Chu Tước cũng ngoảnh đầu liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong ánh mắt mang theo sự kinh dị, nhìn bộ dạng chính là không ngờ Lâm Thanh Diện lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế từ tông sư cảnh đỉnh phong đạt tới trình độ của nửa bước hóa cảnh. Hừ, thiên phú có tốt nữa thì sao chứ, vẫn không phải một tên khốn. Chu Tước lẩm bẩm một câu. Lâm Thanh Diện mặt mày bất lực, xem ra hình tượng của anh ở trong lòng Chu Tước khó lòng thay đổi. Không lâu sau, Chu Tước dẫn mọi người đến trong một căn phòng tràn ngập màn hình, trong căn phòng có không ít nhân viên kỹ thuật đang bận bịu. Tuổi của mấy người Đỗ Chi Lễ cũng không nhỏ, đối với mấy thiết bị điện tử này đều không quá quen thuộc, Lâm Thanh Diện ngược lại không cảm thấy có gì đặc biệt. Nơi này là phòng điều khiển chính mà chúng thần điện chúng ta đưa ra nhiệm vụ, lát nữa tôi sẽ cho nhân viên công tác đăng ký tài khoản cho mỗi người. Về sau mấy người có thể dùng tài khoản này để đăng nhập vào web trực thuộc của chúng thần điện, từ trên đó nhận nhiệm vụ. Chu Tước mở miệng. Mấy người Đỗ Chi Lễ bỗng đều hơi ngại, rất rõ ràng bọn họ đều không biết sử dụng mạng. Chu Tước đại nhân, chúng tôi đối với thứ này không hề biết gì, cái này thì phải làm sao mới được. Đỗ Chi Lễ mở miệng. Chu Tước lập tức lườm ông ta, mở miệng nói, không biết thì học, tông sư cảnh các người đều đạt tới rồi, lẽ nào thứ đơn giản như này lại không học được. Thấy dáng vẻ không hề khách khí của Chu Tước, Đỗ Chi Lễ bỗng không dám nói gì nữa. Lâm Thanh Diện không có để tâm đến mấy người Đỗ Chi Lễ, mà đi đến trước mấy cái màn hình đó, nhìn một màn hình phía trên viết ba chữ, bảng treo thưởng, mà bên dưới là một loạt tên. Chương 879, Tần Trường Sinh. Lâm Thanh Diện nhìn kỹ tên trên bảng treo thưởng đó, bên trên trừ một vài cái tên, còn có ảnh tương ứng của mấy cái tên, và một vài thông tin cơ bản của những người này. Khiến Lâm Thanh Diện không ngờ là top 10 trên bảng treo thưởng vậy mà đều là cao thủ hóa cảnh, tuy đa phần đều là hóa cảnh sơ kỳ, nhưng số lượng này đã đủ khiến Lâm Thanh Diện kinh ngạc rồi. Trước kia khi chưa có tiếp xúc tới tông sư cảnh, cứ cảm thấy tông sư cảnh rất khó đạt tới, cho nên cao thủ tông sư cảnh số lượng ít đến đáng thương, tuy nhiên khi thực lực của Lâm Thanh Diện đạt tới tông sư cảnh, thậm chí nửa bước hóa cảnh, tiếp xúc với càng nhiều tông sư cảnh. Bây giờ Lâm Thanh Diện đã có thực lực của nửa bước hóa cảnh. Người tiếp xúc đến cũng có cao thủ trình độ hóa cảnh, thậm chí là lão quái vật như Quý Trường Thanh và Tử Thần. Quả nhiên cái giới này con người đều căn cứ theo thực lực của bản thân mà quyết định, khi một người chỉ có 300 triệu sẽ cảm thấy tỷ phú rất ít, thậm chí còn chưa từng thấy, nhưng một người thật sự có 3 tỷ, bên cạnh anh ta cũng có người có tài sản tiền tỷ, mà lúc này anh ta sẽ cảm thấy đại gia hàng chục tỷ rất ít. Tuy đại gia có hàng chục tỷ tuy ít, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều, tóm lại có cảm giác như vậy. Chính là vì bản thân chưa có đạt tới trình độ đó, cho nên tiếp xúc không đến người của giới đó. Bây giờ Lâm Thanh Diện cũng miễn cưỡng bước vào thế giới của cường giả, thứ nhìn thấy tự nhiên cũng là cao thủ có cùng trình độ với mình rồi. Võ đạo nước C truyền thừa nghìn năm, cao thủ hóa cảnh tuy hiếm, nhưng cũng không ít chỉ có Lâm Thanh Diện biết mấy người có trình độ này. 10 người trên bảng treo thưởng, trừ thực lực mạnh mẽ ra đều là những kẻ làm nhiều chuyện ác, bên trên có viết rất chi tiết về tội trạng của bọn họ. Lâm Thanh Diện sau khi xem xong đều có cảm khái, không ngờ người có thực lực đạt đến trình độ này, có khi vậy mà sẽ làm ra mấy chuyện chỉ có người biến thái trong lòng mới làm ra được. Trong đó người xếp thứ 7 là một người tên Chu Thác, người này có thực lực hóa cảnh sơ kỳ, hơn nữa thiên phú không tồi, khi thực lực đạt đến hóa cảnh sơ kỳ, cũng chỉ hơn 40 tuổi. Mà người này bẩm sinh háo sắc, ý mình có thực lực mạnh mẽ, bèn cưỡng ép một số cô gái bình thường cùng ông ta vui đùa, thủ đoạn này khiến người ta căm phẫn. Có nhiều cô gái bị hủy hoại trong tay của tên Chu Thác này, hơn nữa ông ta còn từng làm rất nhiều chuyện phản bội quy tắc của chúng thần điện, cho nên là mục tiêu quan trọng mà chúng thần điện muốn bắt. Chỉ có điều tên Chu Thác này thực lực mạnh mẽ, trốn rất nhanh, cho dù chúng thần điện có răng thiên la địa võng, đến nay cũng không thể bắt được Chu Thác trở về. Người trên bảng treo thưởng này, đa số đều là loại giống như Chu Thác, thậm chí còn quá đáng hơn Chu Thác, cho nên trở thành đối tượng treo thưởng, có cao thủ của chúng thần điện đi bắt. Những người này cũng có thể thu liễm hơn nhiều.
Đương nhiên, muốn bắt mấy người này chỉ có thể dựa vào cao thủ hóa cảnh của chúng thần điện. Lâm Thanh Diện nhìn sơ qua tin tức của mấy người trên bảng treo thưởng, cuối cùng ánh mắt dừng ở cái tên đứng thứ nhất. Tần Trường Sinh, người xếp thứ nhất chỉ có một cái tên, không có ảnh, hơn nữa giới thiệu về ông ta cũng rất ít, chỉ có ngắn gọn một câu, người này tồn tại sẽ uy hiếp đến sự an toàn của chúng thần điện và cả thế giới. Điều này khiến Lâm Thanh Diện nảy sinh hứng thú rất sâu với Tần Trường Sinh này. Không biết người như thế nào mới có thể bị chúng thần điện nhận định là sự tồn tại có thể uy hiếp đến sự an toàn của thế giới, thực lực của người đó đạt tới trình độ nào. Hơn nữa bên trên không có bất kỳ thông tin về Tần Trường Sinh, cho dù cao thủ của chúng thần điện có lợi hại hơn nữa, sợ rằng đều không thể bắt được người này. Chu Tước nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang nhìn chằm chằm bảng treo thưởng, đi đến cạnh anh, mở miệng nói, tuy thực lực của cậu bây giờ không yếu, có trình độ nửa bước hóa cảnh. Nhưng cao thủ trong top 10 của bảng treo thưởng đều là cao thủ hóa cảnh thật sự, cậu vừa gia nhập chúng thần điện, vẫn đừng đánh chú ý vào mấy người trên bảng treo thưởng. Lâm Thanh Diện không có để tâm đến lời của Chu Tước, mà mở miệng hỏi Tần Trường Sinh này là ai? Tại sao bên trên không có thông tin của ông ta, chỉ có một cái tên? Chu Tước thấy Lâm Thanh Diện hỏi như vậy, mở miệng nói Tần Trường Sinh này là kẻ địch thần bí nhất còn cường đại nhất từ khi chúng thần điện xây dựng đến bây giờ, trong chúng thần điện bây giờ. Người biết rõ về Tần Trường Sinh, sợ rằng cũng chỉ có điện chủ. Nếu điện chủ biết rõ trình độ của ông ta, tại sao không công bố ra, như thế mọi người không phải dễ dàng tìm ra Tần Trường Sinh này ở nơi nào. Lâm Thanh Diện có hơi không hiểu bên hỏi. Chu Tước liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói Tần Trường Sinh này không có đơn giản như anh tưởng tượng, dựa theo lời của điện chủ, Tần Trường Sinh rất nguy hiểm, trong chúng thần điện, không có ai có thể chế phục ông ta, cho dù là điện chủ đụng phải ông ta. Thắng thừa hai bên tự biết, hơn nữa còn muốn đi điều tra chuyện của Tần Trường Sinh, chỉ sẽ tìm tai họa đến cho mình. Cho nên điện chủ chỉ cho công bố tên của Tần Trường Sinh, để mọi người biết người này tồn tại, để mọi người cảnh giác. Hơn nữa nghe nói Tần Trường Sinh này đã sống hơn 200 năm, người này còn là nhân vật từng sống vào thời điện chủ trước, điện chủ đương nhiệm bây giờ cũng đã hơn 150 tuổi, ông ta có thể sống đến bây giờ đủ thấy khủng bố cỡ nào rồi. Nghe thấy lời này Chu Tước. Trong lòng Lâm Thanh Diện cũng kinh ngạc, vốn dĩ Lâm Thanh Diện cảm thấy sống hơn 150 tuổi đã tính là rất khủng khiếp rồi, không ngờ vậy mà còn có người sống đến hơn 200 tuổi, lẽ nào thực lực đạt đến trình độ nhất định còn có thể kéo dài tuổi thọ của mình. Loại người này sống trên đời, sợ rằng sẽ là tồn tại tương đối dọa người. Tại sao điện chủ không tập trung tất cả lực lượng của chúng thần điện để tiêu diệt ông ta? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Thật ra những năm này Tần Trường Sinh đã gần như không có xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nữa rồi, ít nhất chúng thần điện trước giờ chưa phát hiện có sự tồn tại của nhân vật số một này, cho nên mọi người chỉ biết có một lão quái vật như này tồn tại, nhưng đều không biết quá rõ có chuyện gì. Chu Tước giải thích, Lâm Thanh Diện nhíu mày, hỏi, vậy các người sao biết ông ta còn sống trên đời, nếu ông ta đã rất lâu chưa có xuất hiện, ngộ nhỡ đã chết rồi thì sao? Điện chủ nói, hơn nữa rất chắc chắn Tần Trường Sinh còn sống. Cụ thể làm sao chắc chắn thì tôi không biết. Chu Tước trả lời. Lâm Thanh Diện suy nghĩ, xem ra Tần Trường Sinh thật sự không tầm thường, đương nhiên rồi, chút thực lực này của anh bây giờ, còn chưa đủ tìm hiểu chuyện của tầng lớp này, cho nên nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Cậu đừng tưởng mình có chút thiên phú, đuôi sắp phỉnh lên trời, đừng nói là Tần Trường Sinh, top 10 trong bảng treo thưởng này, cậu gặp phải thì đều phải chết, cậu vẫn nên nhận nhiệm vụ đơn giản nhất của chúng thần điện đi. Chu Tước có hơi khinh thường nói một câu với Lâm Thanh Diện, bởi vì do ấn tượng đầu tiên, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện cũng không thuận mắt. Ồ! Lâm Thanh Diện chỉ nhàn nhạt đáp một câu, sau đó bèn xoay người không để tâm đến cô ta. Chương 880, mùa xuân sắp đến rồi. Báo danh kết thúc, khi Chu Tước cầm tờ cam kết để 5 người Lâm Thanh Diện ký, cùng tư liệu của 5 người đi ra, vẻ mặt vặn vẹo. Lâm Thanh Diện, tên khốn này, chị nhớ kỹ cậu rồi. Tôi lớn từng này, chưa từng bị chọc cho tức giận như vậy, đừng tưởng thiên phú của cậu cao thì có thể ngang ngược như vậy, nói cho cậu biết, ba người anh trai của tôi đều là cao thủ hóa cảnh hàng thật giá thật, muốn thu thập cậu tùy tiện tìm một người trong số họ là được, đợi đấy cho tôi, thù này, tôi nhất định sẽ báo. Hậm hực nói xong, Chu Tước cầm mấy tư liệu đó rảo bước đi về phía ngọn núi mà Quý Trường Thanh ở. Còn ở trong căn phòng vừa rồi ký cam kết, Đỗ Chi Lễ có hơi do dự liếc nhìn Lâm Thanh Diệt. Sau đó mở miệng nói, người anh em Lâm Thanh Diện tuy tôi biết thực lực của cậu mạnh, thiên phú xuất chúng, nhưng bối cảnh của Chu Tước đại nhân này cũng không đơn giản,
cô ta và ba cao thủ hóa cảnh trong chúng thần điện trở thành tứ đại cao thủ của chúng thần điện, ngoài ra ba người lần lượt là Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ, thực lực đều rất khủng bố. Cậu không cho cô ta mặt mũi, cô ta không đánh lại cậu, nhưng không đại biểu cô ta sẽ không tìm người khác, hơn nữa cô ta trong tứ đại cao thủ là người nhỏ tuổi nhất, lại là phụ nữ, ba người còn lại biết rồi, chắc chắn sẽ không ngồi không không quản. Nghe thấy Đỗ Chi Lễ nói, lông mày của Lâm Thanh Diện nhướn lên, lúc đó anh nghĩ người phụ nữ này tên Chu Tước, liệu còn người lấy theo tên ba thần thú khác không, không ngờ vậy mà thật sự có. Hơn nữa vậy mà còn đều là cao thủ hóa cảnh. Điều này thật sự có hơi phiền phức, có điều anh cũng không lo lắng gì cả, dù sao bản thân không có làm gì sai, là Chu Tước bắt đầu chèn ép người khác trước, không trách được anh. Cảm ơn đã nhắc nhở, có điều tôi nghĩ ba người kia chắc không phải người không nói đạo lý, cho nên không phiền mấy vị nhọc lòng. Nói xong, Lâm Thanh Diện bèn xoay người đi ra khỏi căn phòng đó, đi đến phòng mà chúng thần điện sắp xếp cho anh. Trên núi trung tâm chúng thần điện, bên ngoài một căn phòng đơn giản, Quý Trường Thanh đang ngồi trên tảng đá, nhàn nhã uống trà. Vào lúc này, Chu Tước khí thế bừng bừng cầm một tập tư liệu đến đây, sau khi đi đến trước mặt Quý Trường Thanh, bực tức đập tập tư liệu đó lên trên bàn. Quý Trường Thanh nhìn thấy một màn này, bỗng vẻ mặt thấy kỳ quái, mở miệng hỏi, cháu làm sao thế, tự nhiên nổi nóng kinh thế. Chu Tước tức giận đùng đùng trừng mắt với Quý Trường Thanh, mở miệng hỏi, cái tên Lâm Thanh Diện đó có phải là do ông tìm đến không? Quý Trường Thanh ngây ra, sau đó gật đầu, nói, phải, sao hả, thằng nhóc này thông tư vô cùng, cháu bị thiên phú của cậu ta chọc cho tức rồi sao? Hừ, ai tức giận vì điều này, thiên thú của tên này quả thật rất siêu, nhưng tâm thuật bất chính, vô liêm vô sỉ, chúng thần điện chúng ta sao có thể để loại người này bước vào chứ, thật sự tức chết cháu rồi. Chu Tước tức đến sôi máu. Thằng nhóc này con người cương trực, cậu ta làm gì để cháu tức giận như này? Quý Trường Thanh có chút nghi hoặc mở miệng hỏi một câu. Cậu ta, hừ, dù sao cậu ta chính là một tên bị ổi hạ lưu vô sỉ, ỷ mình có chút thiên phú thì không biết trời cao đất dày, cháu nhất định phải khiến cậu ta nếm thử chút giáo huấn. Chu Tước bực tức nói một câu. Tư liệu của 5 người đến báo danh hôm nay đều ở đây, tự ông xem đi, cháu đi trước. Nói rồi, Chu Tước bèn xoay người đi xuống núi. Quý Trường Thanh thấy Chu Tước rời khỏi, cũng mỉm cười bất lực, không có nói gì. Chu Tước là người Quý Trường Thanh năm đó đi du ngoạn thiên hạ dẫn về, cô ta không ba không mẹ, từ nhỏ lớn lên ở chúng thần điện, Quý Trường Thanh cũng đối đãi với cô ta như cháu gái ruột của mình, cộng thêm sự đáng yêu động lòng của Chu Tước, có rất nhiều người của chúng thần điện đều xem cô ta thành công chúa mà đối đãi, cho nên địa vị của Chu Tước trong chúng thần điện không thấp. Từ trong ngữ điệu cô ta sử dụng vừa rồi khi nói chuyện với Quý Trường Thanh thì có thể nghe ra. Người mà ngay cả điện chủ chúng thần điện cũng không dám tùy ý chọc giận. Vậy mà lại bị Lâm Thanh Diện chiếm tiện nghi, hơn nữa thái độ còn khinh bỏ, trong lòng Chu Tước tự nhiên không thể chịu được. Không ngờ thằng nhóc này ngày đầu tiên đến đây đã chọc Chu Tước thành bộ dạng này, xem ra cô nhóc này thật sự gặp phải khắc tinh rồi. Quý Trường Thanh sờ bộ râu của mình mà bật cười. Có điều tính toán thì Chu Tước năm nay cũng đã hơn 30 tuổi rồi, tuổi này rồi cũng không khẩn trương tìm đàn ông, tính tình chỉ sợ sẽ càng lúc càng khó tính, có người đến chị nó cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc Lâm Thanh Diện với nó cách biệt mấy tuổi, hơn nữa đã kết hôn rồi, nếu không có thể nghĩ cách tác hợp cho hai người bọn họ, dù sao cô nàng Chu Tước gặp ai có thể trị mình, cũng không dễ dàng. Sau khi uống một ngụm trà, Quý Trường Thanh mỉm cười lắc đầu, không khỏi nghĩ đến chuyện này, sau đó từ trong áo của mình lấy ra một chiếc lọ chứa xích dương linh mộc, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm. Xích dương linh mộc đã mang về, không thể tiếp tục kéo dài nữa, ngày mai đi một chuyến vào chỗ sâu trong địa tâm, giúp người đó củng cố lại. Sau khi Chu Tước rời khỏi trung tâm ngọn núi, không có trực tiếp về chỗ ở của mình, mà đi đến một ngọn núi khác, từ một cửa động khó tìm, đi vào trong núi. Trong ngọn núi này nhìn trông cao cấp hơn nhiều khi so với ngọn núi của Quý Trường Thanh, vừa bước vào, chính là một hành lang dài, ánh đèn phản chiếu ở bên trong giống như ban ngày. Chu Tước đi một đoạn rất lâu để vào bên trong, đến một phòng được sửa sang tinh tế. Lúc này bên trong đang có ba người đàn ông đang tĩnh tu, ba người này chính là ba vị cao thủ còn lại trong tứ đại cao thủ của chúng thần điện, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ. Tuy tuổi tác của ba người này đều đã hơn 40 tuổi rồi, Thanh Long lớn nhất năm nay đã bước vào tuổi 50, nhưng bởi vì do thực lực mạnh mẽ, cho nên không nhìn ra bọn họ là người có tuổi tác như vậy. Chu Tước đi vào, khí thế đùng đùng nói với ba người đó, em bị người ta bắt nạt rồi, ba người các anh còn có tâm tư ngồi đây tĩnh tu.
Ba người đều mở mắt ra, lão đại Thanh Long mỉm cười liếc nhìn Chu Tước, mở miệng nói, em ở chúng thần điện có thể nói là sự tồn tại của tiểu bá vương, ai dám bắt nạt em chứ? Hai người Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng nhìn Chu Tước mà mỉm cười. Chu Tước lườm Thanh Long, sau đó kể lại một lượt chuyện hôm nay mình phụ trách báo danh, nhấn mạnh Lâm Thanh Diện đã chiếm tiện nghi của cô ta còn rất thản nhiên. Ba người Thanh Long sau khi nghe xong thì đều suy nghĩ. Chu Tước cảm thấy ba người bọn họ nghe nói loại chuyện này, chắc chắn sẽ lập tức trả thù cho cô ta. Thanh Long ngoảnh đầu liếc nhìn hai người Bạch Hổ và Huyền Vũ, mở miệng hỏi, tính ra, em út năm nay cũng 30 tuổi rồi. Bạch Hổ và Huyền Vũ gật đầu. Nói linh tinh cái gì hả, em mới có 29. Chu Tước gắt một câu với bọn họ. Thanh Long liếc nhìn cô ta, lẩm bẩm, vậy mà còn để tâm đến tuổi tác của mình, trước đây em không phải như vậy. Theo suy đoán của anh, mùa xuân của em út có thể sắp đến rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 880.